khóc đang nhìn thiên đi nghèo à khó muốn cho có tiền mới ra có liền đàn bà nào hết duyên mới cũng có duyên có quay quyền xuống mai xong mà tôi mắt đã đuôi thì sáng với ai bây giờ thầy bói chẳng thấu chuyện lần cứ đi không mà thì nói mò thầy à bói bói mà nói mò bói nhau quá trò thằng nào cả gian nghe dám động đến nhau tao đặt cho bé đầu thầy bói nói mò mò mà mò trúng trúng gió này. Tao hỏi mày, hôm nay mày đi đâu mất biệt, không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Bác làm gì thấy được mặt mũi tôi? Tao không cần thấy mặt, tao nghe hơi thở, tao cũng biết mày là thằng ốc nữa. Chà, thính tai quá ha. Vậy chứ mắt nghe đá đuôi mà còn thêm biết tay, thì chỉ có chuyện như bị dậy ăn mà. Tao hỏi là mày, yên cho khỏe lúc đời năm tao hỏi cho mày thấy hồn. Thính nghiệm mà thế là nào, mày kiếm bao nhiêu quê lợi mà chẳng thấy đáp bao là thầy. Quẻ của bác thật là linh thiêng làm tôi muốn phát hiện. Nếu quẻ lục nhâm ứng nghiệm mọi chuyện em tôi thì đâu có đắc dấu lâu rồi. Tao nói rồi có lấy ốc ừng nhưng bác chủ quẻ bảo tôi đã hết tuổi nên tôi mới thử thời gian nghĩ tới càng thêm mừng đã không bỏ hồ bao còn bắt tôi trả nợ ở còn trong bụng mẹ. Tao nói thằng trùm sò nó có tiền hơn mạng sống của nó, mày muốn moi tiền của nó không dễ à. Bởi vậy cho nên tôi mới qua đây nhờ bác bói giùm cho tôi quẻ đây nè. Mày cần tiền hả? Cây quán chị Hến bị bà quả tới giếng tiêu hết rồi. Bây giờ tôi phải nghĩ cách nào có tiền để giúp đỡ cho chị. Mày nghĩ cách có tiền để giúp đỡ cho con Hến dựng quán. Rồi mày cũng nghĩ cách có tiền để đưa cho con cua dựng gia đình với mày. Tao biết. Bác sợ gì đó cũng biết hay quá. Nhưng mà bác nghĩ coi, qua nhà trùng sò vay nợ. Thôi mày đừng nói trùng sò với tao. Tao giá trị tao lên, tao nói thiệt cho mày. Tao thề hả, tao không đổ chung trời với cái thằng trùng sò. Có nó đây hả, tao giận vô mặt nó mấy giận tao mới đã lừa tao rồi mày. Trời đất ơi, thôi đừng có nóng. Bác giận nó cho lý trưởng còng đầu hả? Bây giờ bác có cách nào có tiền chỉ giùm tôi coi. Bây giờ mày muốn có tiền mày đòi nợ nó. Đòi cách nào đây? Mày à, tới nhà nó, mày ăn trộm. Trời đất, suối làm chuyện bất lương không? Tao không có suối mày làm việc đó. Vì bình sanh, tánh tao tao ghét mày thằng bất lương. Nhưng tao cho mày biết, cái thằng trùm sò là cái thằng chuyên hút máu ngủ dân làng mình. Nó không từ bỏ ai cả. Tao là cái kẻ tàn tật vậy. Có lần bệnh nặng quá, mượn nó 10 quan. 2 ngày sau đem tiền trả, nó biểu ta trả nó 13 quan. Nó ăn lời tao 3 quan đó mày nghĩ coi. Cái quân như vậy nó không biết cái tình trong xóm trong làng. Thì hôm nay nếu mày lẻn được vào nhà nó, mày cứ vừa vét cái tài vật của nó đi. Nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hồi trước bây giờ nó ăn trên đầu trên cổ mình, thì bây giờ mày lấy lại. Thì theo tao nghĩ thì nó cũng là một sự công bình thì không có gì đâu mày ơi. Sao mà tôi cũng ngại quá. Mày khỏi ngại đi, tao xử cho mày một quẻ là ăn chắc. Bữa nay ngày mấy mẹ hả? Bữa nay 24 tháng giêng đầu giờ dậu tiết lập xuân. Thôi coi giùm tao một quẻ. Hỏi mẹ con câu mà trả lời một gì? Ai biết đâu. Dần thân tỷ hậu tứ hình xung thân tí thành tập hợp tí ngọ mày dậu thành tức sửu mùi. Mày tuổi gì? Tuổi tỵ. Mày tuổi tỵ 10, 20, 30 càng đậm tấn chính tuấn đi cũng đời. Mày tuổi tỵ mà ngày nay ngày thìn cha mày cũng chết. Tỵ hả? Kỷ. Thìn tỷ kỷ long dương, nước ngập đầy vườn, chết ráo chằng yêu. Không được đâu ông ơi, bữa nay mày đi một mình không xong đâu. Cho tôi biết đi với ai mà không đi mình? Đi với tao, tao yểm trợ. Đuôi mà ăn trộm, sao đòi đi kỳ á? Là vì tao thương nên nhận dụng chỉ tốn. Cho mày đánh điều rất tốn. Người mù mà
ngoài dành đường cho người sáng như tôi, thế gian đâu có chuyện lạ lầm. Mày biết ca không ta hữu hậu tiền cửa tử cùng cửa sinh, mày dẫn tao tới nơi để tao bấm mà đồn mừng, tao chỉ đúng lục giác là lục nhân cũng nơi cho mày đau hành vì mới là tội ăn. Thôi khỏi, bác không nói thì bác cứ ở nhà, cháu bác theo bỏ mưu rùa hoài thì chết cha tôi. Tao đòi theo mày là vì tao thương mày. Thương cái gì kỳ vậy? Ăn trộm mà đi với ông mù. Tôi hỏi bác lão có chuyện gì là sao bác thấy được bác chạy? Tao không có ngu trong chạy bậy đâu. Rủi có bà gì tao níu lưng mày, mày chạy đâu tao chạy đó. Không, cho bác theo. Mày không cho tao theo hả? Mày là bác không xong rồi mày. Không xong hả? Đi một mình nè, thử coi xong không? Cha, chưa gì hâm hả? Đây là tôi đi một mình, tôi là thử coi được không? Đừng có hâm không? Mày giận tao sao? Giận, mày giận ra thôi. Mày đi một mình ở nhà tao không yên lòng, rủi nó có bề gì tao ân hận lắm. Hơn nữa tội nghiệp cho con cua, nó chịu cái cảnh phòng không hối giết. Cho tao theo giáp. Bác muốn đi phải không? Được rồi, bác là thầy bói, bác biết hướng nào tốt, bác chỉ đường tôi đi. Tao làm thầy bói thì tao mới biết hướng tốt rồi, mà con mắt ngủ gì có thấy đường đâu mà chỉ cho mày. Mà thôi, mày muốn vậy á, bây giờ đi hướng này. Trời đất ơi, lên nhà quan huyện á. Trời ơi, tao nói gì vậy con? Bây giờ mày cứ đưa tao tới nhà của nó, rồi tao cùng bài binh bố trận, tao cùng sủ quẻ âm dương nữa mà. Mà có nhảy qua mấy cái mương đó, bác nhảy nổi không? Ừ, được. À, không ai ước mình ráng chịu rồi nha. Đi. Con phải giả tới năm cối gạo, mới giả có ba cối nghe chú gọi con ra liền, đâu ngủ được chút nào đâu. Dù có bận xay lúa hay giả gạo gì cũng phải thức mà coi chừng nhà. Nhà mà bỏ ngỏ như vậy thì trộm vô lấy hết đồ của tao còn gì. Tao nuôi tụi bây tính làm chủ là tao hả? Dạ, thưa ông có chú ơi. Dạ, tụi con biết phận nên làm việc cả ngày lẫn đêm, đâu có dám than thở gì đâu chú. Đêm nào ăn trộm nó cũng rình nhà, mà đêm nay lại tối trời. Tụi em lại thức canh chừng mà ngủ cho dữ. Nghe nói nè. Dạ. Nghe không? Dạ nghe. Nghe thì hãi quá. Hai cái lỗ này mà nghe tao báo đây, cả hai đứa chúng mày kia viên gác ra đêm nay, ta ăn dỗ về uống mấy tiếng người xài quay canh chừng cho tao ngủ đến sáng mai. Dạ sáng rồi tôi nghĩ chưa, mày còn phải lau nhà. Lau nhà xong tôi nghĩ chưa, mày còn phải quét giường. Quét xong giường chắc tới giờ cơm ăn xong rồi tôi ngủ một hơi chưa, mày phải lo gánh nước còn thằng này bữa tối thôi khô. Như vậy là chắc tốn cơm nhiều, chẳng ngủ bù mà cũng chẳng cơm trưa. Thôi ăn uống chi nhiều bữa không nên ăn, dễ tiêu một bữa cũng đủ rồi. Ăn uống xong chắc là được đi ngủ. Mày ngủ ngon rồi ai thức để mà đánh. Ăn hộp vô lấy hết đồ của tao rồi sao? Vậy thì thức rồi canh rồi quét rồi lau, bữa tuổi hơi khô gánh nước nấu cơm.
ngủ ngang một bữa cơm chiều, hết đêm nay chắc chắn đem chôn. Khỏi lo, nghĩa địa nó gần bên đây nè, nó không có hao tốn gì lắm đâu. Tụi bay có ra ngoài nằm mà còn mát hơn nằm ở trong nhà tù. Nó canh gác đi, biến tôi nhát đập trong thằng cây ẹo sinh sống bây giờ. Nhất là mày á, mày là người còn biết lắm. Bữa nay coi bộ ổng sai quá, ổng đi ngủ à. Thôi tao mày cũng ra làm sao làm giấc đi. À, ra làm sao có gió mát ngủ quá mày. Mày. Tới chưa? Tới rồi. Ngồi xuống đây sủ quẻ đi. Ngồi đây hả? Nè, bây giờ bác lo sủ quẻ nha. Để tôi bò vô tôi coi động tịnh nha. Mày đi mau mau nha. Đừng để tao ngồi lâu. Sao ạ? Ngồi lâu tao cảm thấy bơ vơ. Ráng sủ quẻ cho hay hay đó nha. Mày yên tâm, đó là lương tâm nhà nghề. Tiền hung hậu kiếp, thanh long cùng dương tướng. Mày đi cho nó đúng giờ. Vậy thì bác ngồi yên chỗ này chờ tôi nghe chưa? Nhớ đừng có đi đâu bậy bạ nghe chưa? Ừ, ngồi đây tôi đi à nha. Ốc à, đi mau mau nghe ốc. Ốc ơi, ốc à, ốc. Trời ơi, cái gì đang còn chạy trời? Chó sủa. Sủa cái gì? Sủa là đâu? Sủa là hai cái bộ sủa đây cho nó dễ lắm rồi đây. Sao biết cho sủa sao? Cho sủa nhiều hơn thấy không? Thấy không? Con, cho trắng, cho đen, cho vàng. Nhiều quá cho nó bu, cho nó sủa quá trời cái đất. Tao ngu sao tao ngộ chỗ? Tao ngộ chỗ rồi có hơn tưởng tao trộm, nó cắn rồi. Anh trộm đi chứ còn cái gì nữa mà tưởng? Bắt la như là chữa lửa vậy, nó đang nó thọt đầu ở trong cái đám bây giờ nè. Mới giận bắt cái thì nó đứng về ra. Mày đừng nói nữa, tao hối hận lắm rồi. Phải cẩn thận một chút mới được chứ. Bác cái việc bác ngồi yên chỗ này cho tôi. Có thấy gì cũng đừng thèm la hết trơn á. Thấy gì? Mắt tao lòi trồng còn thấy. Tôi đi à. Nhớ đừng có lao sòn cái cha đậu. Biết rồi. Nói hoài giận cho con nít. Ốc ơi. Ốc à. Ốc. Mày ăn trộm chứ đâu? Tao ăn trộm sao tao không biết? Mày chối sao mày biết của mày? Thằng nào nói tao ăn trộm đâu nè? Tao nói mày ăn trộm nè. Mày, mày dám nói tao ăn trộm, rồi mày lọt chồng cho nên mày không thấy tao lòi chồng. Hết chuyện nói rồi, nói thầy bói mù ăn trộm. Thầy bói? Mày mà thầy bói? Vậy chứ tao đuôi tao không làm thầy bói là làm gì sống?
làm gì thì kệ rồi chứ nè. Bói cho ai? Giờ này mẹ ở đây. Không, ta không có bói ở đây. À, ta bói ở xóm trên kìa. Ta về ngang đây, tao thấy thằng ăn trộm nó vác trên vai một cái bao coi gì bộ nặng. Trời đất ơi, mày đuôi mà mày thấy được hả mày? Tao nghe nó chạy hơi nặng nặng, nó đạp tao một cái nhào lăn, nó lục liên tao và lấy hết ra tiền bạc. Cái thằng ăn trộm hèn mát, nó lấy luôn còn nghề tao làm ăn. Mày có cái gì nó lấy? Có chứ, có ông ấy đồng tiền quẻ âm dương, một bộ quẻ nghĩa 64 chương với cái mua rùa của ông cha tao để lại. Ôi dẹp, đừng có kiếm chuyện mà mày nói láo không có năng. Mày là thằng không nghề nghiệp làm ăn đâu anh trộm đâu? Dạ thầy bói rùa đây hả? Nói lăng nhăng. Tao mà nói lăng nhăng, ta học nghề bói toán này đã mấy chục năm, xa gần đường biết tiếng tâm, tao cũng từng được họ thưởng bạc trăm. Lão lão, càng cầm người ta đã là có tội mà đi ăn trộm tội càng gấp bội. Mày đâu? Dạ. Tới rồi lại. Chờ sáng dậy lần quan. Tới. Quan hả? Hoàng Nga với tao là chỗ hoàng chí thần, mày có giải tới cũng mất công đâu. Hoàng sẽ mời tao lên nhà trên đại tiệm. Tao nói chuyện này và chừng đó tao tố cáo bọn mày toàn là một lũ cáo mày ấy, có con mắt mà chẳng rõ gian ngay. Trời ơi, hổ quá thôi. Mày dám chửi tụi tao hả mày? Tao đập cho mày một trận mà mềm xương vào mày. Đập hả? Tao đố cha mà dám đập tao. Đập nó cái coi. Đố. Cho mày chết luôn chứ đố. Chọc của tao là mày nát xương mày chứ mày đố. Thằng nào đập thầy hả? Trùm sò. Được không? Mày đập tao hả trùm sò? À. Tao đã nói với mày rằng quan là chỗ bạn bè chí thân của tao. Mày chẳng nể quan, mày chẳng bị tao. Được rồi, ngày mai tao gặp quan tao, tao sẽ mất với quan tao. Rồi đây mày sẽ biết tại sao. Mày nói mày đi bói về. Ừ. Vậy thì ai dẫn mày đi? Ông nội mày dẫn. Hả? Ông nội mày đi nè. Mày thấy ông nội mày chưa? Mấy chục năm nay tao nhờ ông nội mày đưa đường dẫn nẻo. Sang nội mày đưa đi, tối nội mày đưa về. Mày đừng buồn, tao thương nội mày còn hơn tao thương con tao nữa. Mày nói mày nó bà hả? Ông nội mày lên đầu mày á. Trời ơi, quá lẻ rồi, hết nói này rồi. Quá rồi. Trời ơi, mày dám chửi với thầy Lý là mày lộng mày quá rồi. Ai chửi thầy Lý? Mày. Không, tao là người biết phép lịch sự, không bao giờ tao chửi thầy Lý. Mới chửi rồi mày chối hả mày? Tao không chối. Mới vừa rồi hả? Tao có chửi. Mà tao chửi ai? Tao chửi thằng này. Tao chửi thằng này. Tao chửi nó. Nó đứng trước mặt tao. Này, tao đâu có sợ nó. Tao chửi cái thằng nói bậy, nói bạ. Tao chửi cái quân ăn đằng sống, nói đằng gió. Chứ tao đâu có chửi thầy Lý. Trời ơi, lẻo bét quá. Trời ơi, đó là thầy Lý. Đứng trước mặt mày, bụng mày đuôi sao mày không thấy mày? Mày đuôi sao mày? Còn phải hỏi. Ấy tắc ơi. Quá đuôi thiệt. Trời ơi, nó đuôi thiệt thầy Lý ơi, nói đúng lời đó. Ừ. Dạ bấm thầy Lý, thầy cho trói nó lại, đem giam giếm canh, ngày mai giải nó lên huyện. Ý không được. Đem nó qua đó tôi phải thức canh nó sao? Dạ. Nè. Nó ăn trộm nhà ông. Ừ. Bắt được nó, để nó ở đây, ông giữ nó, mất nó, ông ở tù. Trời đất ơi. À. Nó ăn trộm nhà tôi, mất tôi còn ở tù. Tôi sao? Trời đất ơi. Lúc lễ gì kỳ vậy trời. Thôi thôi được tụi mày trói lại. Trói lại ra tôi trói tao. Mày ăn trộm. Tao tội gì ăn trộm? Tôi ăn trộm. Ờ. Tao ăn trộm có bằng cớ không? Tao ăn trộm có tang chứng không? Không tang chứng, không bằng cớ, mày đừng hòng vu oan giá quả cho tao. Được rồi, ngày mai tao gặp quan tao, tao sẽ mép với quan tao. Rồi đây mày sẽ biết tài tao. Trời ơi, thằng này nó lẻo mép táo trợn, phải không nữa mới được. Ông chồng, dạ. Cho người chạy qua nếp canh, phát cùng qua đây. Dạ. Khỏi cùng. Sao? Bây giờ tao cho phép. Trái đi. Mày đâu? Có lại. Có mày.
rồi đây mày sẽ biết tay tao. Còn cẳng tới luôn. Không, phải luôn. Tới một cẳng còn cẳng để nghỉ. Hả? Không cho tới hả? Gông đầu nó lại. Khỏi gông. Tao cho trói luôn hai cẳng còn thôi luôn mày. Gì tao? Lưng cưng lưng cưng. Rồi đây mày sẽ biết tay tao. Đè nó xuống, đừng đè. Xô nó xuống, đừng xô. Tao sợ té. Ngồi vô đây ngồi đi ông ơi. Ngồi vô đó. Ngồi đó. Thằng. Rồi thằng. Đập cái chân kìa. Đừng đập, tao ngồi. Quá rồi. Đè nó xuống, mày sợ nó sao? Ông Trồng đây. Dạ. Yeah. Cho người canh giữ cẩn thận. Dạ. Yeah. Ngày mai đích thân tôi giải nó lên quan. Yeah. Và kiểm điểm coi mất mát những gì kê. Yeah. Khai vào giấy tờ cho rõ. Yeah. Mai tôi trình quan luôn nhau. Yeah. Trùm. Yeah. Nửa đêm gà gái mà ông sách tôi dậy qua đây bắt ăn trộm. Ông làm phiền tôi nhiều rồi. Yeah. Tôi cho ông biết, ăn trộm mà không có bằng cớ đó, ngày mai tôi dám thả nó về lắm. Trời đất ơi, thầy Lý. Lý nói vậy tôi nghiệp tôi thầy Lý. Dạ, sẵn đây mời thầy Lý lên nhà trên với tôi chén rượu. Dạ. Nữa đêm qua đây bắt ăn trộm chứ đâu phải vào nhà uống rượu. Làm vậy dân chúng họ thấy thì sao? Dạ, sợ thấy. À thôi đúng, bữa nay thầy Lý bận ha. Sáng mai thầy Lý qua sớm uống rượu với tôi. Vợ chồng tôi biết phải quấy với thầy. Cảm ơn nha. Dạ. Mày đã không? Dạ. Bây giờ tôi phải theo dõi bọn này. Dạ. Nhất định là phải còn bọn đồng lõi tên thầy quái ăn trộm này nữa. Dạ chắc còn nữa. Trộm. Dạ. Thôi vậy heo. Dạ. Bây giờ tôi về. Dạ. Mai tôi đến. Ừ. Nhớ nghe không? Dạ. Ờ nhớ rồi. Mai đến. Hối lộ. Kẻ lo hối lộ như người nhận hối lộ đều có tội như nhau. Được rồi. Ngày mai tao gặp quan tao, tao biết quan tao. Rồi đây mày sẽ biết tay tao. Còn bây giờ mày sẽ biết tại tao. Mày còn sống tới ngày mai đâu nữa mà mày nói. Hai thằng quỷ lại dặn nè. Trời đất ơi, nó ngủ nữa rồi. Thở ra là ngủ, thở là ngủ. 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 Dạ, dạ chú gọi con. Chú gọi con. Làm ăn cái gì mà ngủ hoài, làm sao làm ăn mày? Dạ con mệt quá, con nghỉ chút xíu nhưng mà. Làm gì mệt? Làm có vậy mà mệt à? Làm từ sáng sớm đến chiều tối mà than mệt. Sao làm biếng quá vậy? Trai trẻ gì làm biếng quá vậy? Tao đi ăn dỗ cả ngày nay có mệt mỏi gì đâu. Bực mình. Tức canh chừng á. Dạ. Với tao tiễn cái đồ đạc nó mất gì trời. Dạ. Nó đạp nó cãi sao mà thập cái cửa tao rồi. Dạ. Ờ chú ơi chú. Gì đó? Chú quên rồi. Chú quên cái vụ thưởng tụi con rồi. Hôm đó chú nói đứa nào bắt được ăn trộm chú thưởng đó, chú tao nói tao thưởng không? Có hả? Có chú thưởng. Hứa thưởng nói tao thưởng liền. Ờ. Nhắc là chú nhớ. Hứa là thưởng liền. Thưởng liền. Thôi rồi, bỏ quên tiền trong nhà rồi. Thôi để sáng mai thưởng sớm. Sáng mai thưởng sớm cho ha. Sáng mai thưởng sớm. Hứa nữa. Hẹn nữa. Tiền thưởng không khi nào mang theo cho mình nhờ. Việc làm không lúc nào ổng quên. Chán quá. Nay mai ổng chết á, mày theo canh thay ma ổng chứ tao không có canh gác gì, mệt quá rồi. Bây giờ là đã canh ba rồi mà thức suốt đem canh cái thằng cha ăn trộm này, tao mày có nhắm mắt được chút nào. Thôi tao đi ngủ mà mày ở đây canh không, tao chịu. Thôi tao không đi ngủ luôn, ở đây canh sao được. Ơi, trở lại cứu bồ. Màu tỏ mà trùm sờ, tổ cha mà trùm sờ. Mày cướp giật của thiên hạ rồi mày vu oan cái thầy bói mù đi ăn trộm. Phen này tao nhất định tao kiện mày lên tới ba tòa quan lớn, cho mày lết bằng mo, bò bằng múng, tao mới vừa lòng. Tao ăn trộm tao đá mày chết à? Đá mày chết à? Lỡ nói cho tao hả? Tao đâu có thần. Mày bộ hạ trùm sờ phao. Trùm sò nó làm việc thất lý, nó sợ tội, nó muốn xí xóa, nó sai mày mở trói cho tao. Không, không được đâu. Mày nói với thằng trùm sò rằng nó đã hạ lệnh trói tao, thì bây giờ nó muốn mở trói, nó phải cổng tao về tận nhà, lại lục, năn nỉ, châu đủ. Ốc đây là nó lướt. Ai muốn trộm mà nó
mà chó nó chửi quá trời quá đất. Thôi, thằng ăn trộm nó rồi. Rồi hai thằng quỷ của nó mất rồi. Trời đất ơi. Thằng ác thằng giáp đâu rồi? Thằng ác thằng giáp đâu rồi? Trời ơi. Trời đất ơi, nó bỏ đi đâu rồi thằng ăn trộm nó đâu mày? Thì chú mới về. Đi đâu mà về thằng ăn trộm nó rồi? Dạ nó trôi dưới gốc cây. Cây gì? Dạ cây mít. Mít nào? Mít đùi mày. Mít đùi mày. Mít gì nhà này trong mít mà nào mà có mít? Dạ. Trời đất ơi, như vậy là nó mở dây nó trốn bị mất rồi. Đồ ăn rùa cùng rùa. Dạ rùa cùng rùa bổ. Chú có ăn không? Bổ thằng cha mày cho bổ. Trời ơi, tao dặn tụi mày là ở đây thức canh chừng nó. Tụi mày ra sao ngủ hết? Bây giờ nó trốn, biết đâu mà kiếm đây. Con đâu có ngủ, con canh kỹ lắm, không dám lìa một bước nữa, tụi kỳ nữa. Mới chạy ra làm sao uống con miếng nước chạy ra nó mất tiêu rồi. Trời ơi, tao dặn tụi mày là không được bỏ ra đây một mình. Tụi mày ra sao ngủ hết mà dậy thì nó không trốn. Dạ chú ơi, chắc nó biết tàn hình nó độn thổ gì chứ, dây hồi nãy chú biểu con trói còn nguyên dây trói đây là nó mở đi rồi. Trời ơi là trời ơi, tao vô tao kiểm quần áo vàng vòng tiền bạc của tao nó lấy sạch hết trơn hết trọi rồi. Đã bắt được nó mà để cho nó trốn đi mất rồi biết đâu mà kiếm đây. Trời ơi, bao nhiêu năm làm rồng tao chỉ dơ nhét được coi nhiêu thôi, bây giờ nó lấy sạch rồi, rồi đây tao sẽ nghèo mạt rệt như hồi chưa làm rồng. Chú mà nghèo chắc tụi cô mỏng như tờ giấy quyến, gió thổi cái cũng bay. Thôi đi chú ơi, chú đang giàu đây nè mà tụi tôi còn đói rã ruột. Chú mà nghèo á, tụi tôi có nước nằm ở trong hòm. Thôi giờ chú cho tụi tôi nghỉ ở đợi nhà này đi làm ăn xứ khác. Đúng rồi chú, dạ. Cho nghỉ đi chú. Mới nói nghèo cái nghỉ ha, vậy là tao biết rồi. Hai đứa bay đồng lõa với thằng đuôi, bay mở cửa sau cho nó tóm hết đồ tao rồi bay làm đơn để nó trốn đằng bay hẹn nhau tới chỗ dân để chia cùng nhau. Bây giờ muốn tao nghèo thang sơ để bay xuống với nhau bay cười chơi. Chú trông nói rất quan đàn em đã mấy năm tôi ở với chú rất trùng chẳng hề tham. Đói cả tháng chẳng một ngày no, làm cúp lưng muôn té hò, chẳng so đo cũng đâu có bỏ đi, thì có trộm của chi ai làm chi. Được rồi, nếu như chú nghi ngờ không tin bọn tôi nữa, vậy thì dứt khoát chú cho tụi tôi nghỉ ở đợi nhà này đi làm ăn xứ khác đi. Dạ, cho nghỉ vậy đi. Mày nói nghỉ nữa hả mày? Xin chú cho nghỉ à? Xin nghỉ. Mày nhất định vậy hả mày? Dạ nhất định rồi. Mày gan phải không? Nói nghỉ liền. Nói nghỉ thì nghỉ liền. Chú cho tụi con nghỉ. Không dài nữa. Dạ, đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con đi. Trả hết nợ rồi nghỉ mày. Không có đi khang gì được. Không có cảm ơn khang vậy. Nợ. Tôi chỉ thiếu chú có 10 dạ lúa mà phải ở đợi cho chú đã 5 năm rồi. Nếu tính lại dư vốn lẫn lời mà còn sao? Mày tính bằng tao tính không? Tao tính riết mà muốn xoáy đầu hết rồi phải không? 10 dạ lúa tính theo lời mỗi năm là 10 dạ tiền lời. Mà công của mày ở đợ cho nhà tao một năm có 6 dạ, mỗi một năm mày còn thiếu lại 4 dạ, 5 năm nay là thiếu lại 20 dạ. Mà sao nổi dữ thần vậy nè? Giờ mua ra khỏi nhà tao, trả cho tao 20 dạ lúa và 130 quan tiền dây bạc tháng, rồi đi đâu thì đi. Nhưng mà còn cái hôm cha tôi chết chú chỉ cho mượn có 10 quan, sao chú tính vô trong này quá trời này nè? Gì? Ai nói mày cho mượn? Tiền bạc để trong tủ rồi đó, mục có phải cho mượn mày? Tao cho dai, mày nhớ kỹ là tao cho dai. Tao chuyên môn cho dai mà. Nếu năm đó mà không cho dai 10 quan để rồi tao mua dịch tàu, tao nuôi tới năm nay rồi tao lời biết bao nhiêu không mày? Mà tiền gia gì đẻ lời dữ vậy chú? Cái này chắc chú định cắt cổ con ta luôn. Dạ. Mày nói quá. Mày gieo tiếng quán cho tao quá. Tao thương nó, tao mới tính rẻ. 10 quan mỗi tháng là 2 quan, 12 tháng là 24 quan, 5 năm là 120 quan, cộng cho 10 quan vốn là 130 quan.
Đưa ra 10 quan mà lấy vô 130 quan thì có nhiều nhỏ gì đâu mày. Mà nếu như anh ức anh thôi việc, anh không có tiền trả cho chú rồi chú làm gì ảnh giờ? Tao đâu có dám làm gì nó. Tao sợ nó quá mà. Đưa nó lấy Trưởng Hà, đặt nó một trận mềm xương, tối khô nó lại, rồi neo nước nó. Đưa nó đi ở tù mọt gông cho làm gì mày? Thật tôi không ngờ mà. Khỏi ngờ mày. Tôi không ngờ lòng chú quá bao la rộng rãi, hết tình thương hại như kẻ ăn người ơi. Bây giờ mới biết hả? Nhưng nếu tính như chú nợ này trả cho mình sao? Thì suốt đời tôi không làm sao trả nổi mối nợ tôi đòi. Tôi nói quá, tôi thấy không? Chú thương tôi một, còn tôi thương chú tới 10. Ngày cha tôi nhắm mắt, chú cháu có 10 quan tiền bảo tặng cho cháu để chung cha. 10 quan tiền nhẫn nghĩa, nó đã theo tình thương của chú mà lớn mãi như đàn gà mãi đẻ sai. Nước mắt mồ hôi của tôi trong 6 năm trời dãi nắng dầm mưa, cài tàu cuốc bấm để lúa chú đầy cò, bụng tôi lép xẹp nơi đẻ vai hoài. Ờ, nó phải đẻ chứ sao? Nó nhiều quá. Ôi, nó nhiều nhức đầu quá mẹ ơi. Bây giờ sao? Nói tao xấu xa độc ác phải không? Thì trả tiền trả lúa tao đi, rồi muốn đi đâu đi. Ai mà giữ tụi bay lên làm gì ăn cho hao tốn? Phải kẹt là tụi bay thiếu nợ tao. Tao buộc lòng lắm mới cho tụi bay ăn cơm, làm mà trả nợ cho tao. Ai mà thương yêu tụi bay mà giữ, làm biếng làm nhát quá mà. Làm thì ít mà ăn thì nhiều. Ăn sao thấy quát sợ. Ăn riết rồi chịu không nổi, để gạo lứt nấu cho nó ăn, cho nó đỡ tốn, đỡ hao, cho nó ngán. Vậy mà nó không chịu ngán chứ. Gạo lứt như vậy nấu một thằng ăn tới 4 năm tù. Ăn thiệt thấy mà mất nóng ruột chứ. Con ta làm ta ăn mà chú cũng nóng ruột. Làm gì? Ta làm nhiều lắm mà chú. Làm gì nhiều? Tướng tá mà ốm nhích ốm nhơ mới làm gì nhiều? Ờ, làm vậy mà nhiều hả? Làm từ sáng sớm đến chiều tối mà than nhiều hả? Hả? Bực mình, dòm trước dòm sau thấy nhà đông người sao ăn mau hết gạo quá. Nói thiệt của tụi bay á, cuộc đời tao chẳng biết thương ai hết mày ơi, chỉ biết thương tiền với gạo. Còn tôi không có thiếu nợ gì chú, thôi chú cho tôi đi ở chỗ khác làm ăn với người ta đi. Gì? Chú mày mà không thiếu nợ hả? Không có. Ê, tao nghĩ là nợ của mày còn lớn hơn nợ thằng ít cả mày. Ủa, tôi vay nợ chú hồi nào? Mày quên. Dạ đâu có chú. Cách đây 5 năm. Dạ. Mày giữ trâu cho tao. Dạ đúng rồi, hồi đó cũng ở con chăn trâu. Ờ. Kỳ đó mày làm sao mày để cho thiên lôi đánh chết hết một con. Ê. Mà một con trâu cái, nó đang có chữa. Mà tao biết chắc là nó có chữa song thai. Gì? Tao thấy cái bụng nó bự lắm. Trời ơi, chú làm như chú là bà mụ của con trâu vậy á. Khỏi nói, tao nuôi trâu tao muốn nó đẻ mấy con là nó sẽ đẻ cho tao mấy con một lượt. Nhưng mà kỳ đó trời đánh trâu chết chứ bộ tôi giết trâu chú sao rồi. Gì? Chú... trời nào đánh trâu? Thôi dẹp, ông trời ông đánh mày. Cái mặt mày ăn ở thất nhân thất đức quá, ông trời ông đánh mày. Mà mày làm cách nào rồi mày tràn qua tràn lợi rồi mày né cách nào cho trúng con trâu. Làm chết một con, giờ phải đền cho tao 5 con mày. Mà sao, ủa? Sao đền tới 5 con? Sao đền tới 5 con dữ vậy chú? Ừ, vì trâu của tao là trâu nái mà. Nó đẻ 51 mà. Nếu nó còn sống 4 năm nay, nó sẽ đẻ thêm 4 con nghé nữa. Cộng với 2 con, thì nó chết, tao nghi nó song thai nó là 6. Không? Cộng với con mẹ nó là 7. Đáng lẽ là bắt đền mày tới 7 con nàng đó. Nhưng vì lòng nhân đạo, vì lòng nhân đạo, đền mày có 5 con thôi đó mày. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi ông trùm sòm với ông đạo nè trời. Trời đất ơi, mày dám kêu cái trời mày rủa thằng.
Trời đất ơi, mày dám thảm thượng hả mày? Không có nói nhiều, thôi không có nói nhiều, mày hổng quá đi. Bây giờ sao? Không có tiền, không có lúa, không có trâu trả cho tao. Làm sao kiếm bắt được tao nữa? Họ nó lấy quần áo vàng dòng tiền bạc của tao đem trả hết cho tao. Còn bằng không là ở tù một xương. Ở tù một xương. Chết cho tao à. Đánh nữa không? Đau dữ à. Mày ở đây với ổng tao đi kia đi. Ở đây rồi ổng đè đầu cởi cổ. Mày nói gì mày không có nói. Tụi bay có quyền nói. Để tao nói. Mấy người nghèo không có quyền nói. Để mấy người giàu người ta nói. Nè, nhắc lại một lần nữa, làm sao kiếm bắt được tao nữa? Họ nó lấy quần áo vàng dòng tiền bạc của tao đem trả hết cho tao. Còn bằng không là ở tù một xương. Ở tù một xương. Chết cho tao à. Trời. Trời ơi, ngó xuống mà coi, người ta cái mà ăn trước mơ đựng ư. Lại bắt chúng tôi ở tù. Ở tù tôi không ở tù. 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 Cổng nặng thấy bà nội. Thôi mày, đừng quở mày. Ngồi lưng mày tao tưởng em lắm. Ai về ngồi lưng mày thua ngồi lưng trâu. Gậy ra đâu? Gậy hả? Cổng chạy tôi chết là không kịp, còn ở đâu gậy? Không có gậy lấy gì tao dò đường về nhà. Vậy chứ đây có gậy đâu bắt biết cái đường nào bắt dò. Có gậy rồi tao nghe hơi gió, tao nhắm hướng, tao về tới. Hay quá ha. Chưa có yên đâu. Bây giờ ở đây chờ tôi đi. Tôi trở lại tôi đốt điếm canh đánh lạc hướng tôi nói rồi tôi dẫn cho về. Đi bậy bạ bị bắt tôi không có bồ nữa à. Mày đâu đi. Đừng có đợi tao. Nè ăn giọng gì? Ăn. Dạ. Đòn ốc lấy mới dữ à. Rồi, khỏe. Tụi nó lo chữa lửa, hết ai được theo mình. Mệt thấy ông bà ông vậy. Ốc, mày thấy khỏe tao không? Tiền hung, hậu kiết, thanh long phùng dương tướng nha. Ốc ơi, đồ mày lấy được toàn là đồ mới cả. Làm như thấy đường như biết đồ mới rồi nữa. Cần gì thấy đường mày? Mười ngón tay của người mù là phương tiện tốt nhất để đánh giá mọi thứ đồ vật. Mượn ta có để chi? Để làm gì? Để nắng bóp giờ rẫm mò mẫm sờ sẫm. Đây. Tao rờ chỗ này, nó nghe sột soạt sột soạt. Lào sao? Chứng tỏ rằng hàng vải tơ lụa còn mới, chưa mai, mà nếu có mai, chưa mặc, mà nếu có mặc, chưa giặt. Bởi vậy nó chưa giặt mình, nó còn nghe sột soạt. Sột soạt. Còn chỗ này, nó mát tai thọc quá, êm tai thọc quá. Chứng tỏ rằng tơ lụa quý giá mà không phải tơ lụa hả thì nó cũng thiên nhung hảo hạng. Bởi vì bàn tay tao vào đây má. Mày giấu ở đâu? Gì? Nó có cái bọc bác giữ, bộ tôi giữ sao giấu? Thì cái bọc này là hiện vật, mà cái tao tìm là hiện kim. Mày giấu kim ở đâu? Kim gì? Kim ngân. Sự
ấy mà giấu bác xuống rồi cũng tập gì vậy? Đưa. Mày đưa không? Đưa gì? Làm gì bác, làm gì? Tao xếp. Xếp gì đâu? Tại à, nè. Đâu? À, đâu? Đây. Đây. Vàng ha, bạc ha, nữ trang ha, chia liền tại chỗ. Chia làm sao? 7-3. Cũng được. Tao 7, mày 3. Sao vậy? Kẻ có công nhiều. Công gì? Mày có biết, tao sủ quẻ cho mày đi tới nơi về tới chốn 1 công. Cả đêm, tao bị mũi nhà trùm sọ nó cắn tao 2 công. Chó nhà trùm sọ nó cắn tao. Thế nào sau này tao biết tao cũng bệnh nặng lắm. Không lấy cái gì nhiều mày. Đó là 3 công. Trùng sọ mới nó thù tao hồ đời nào không biết. Mày nghĩ có cây bị lớn vậy nó quất vô mình, tao nghe phùng phốp phùng phốp gì. Sau này chắc chắn là tao sẽ bị bệnh hậu. Đó là 4 công. Hết rồi đó hả? Ừ. Bây giờ tôi mới biết con người của bác à. Đồ này ai lấy vậy? Mày. Ờ, rồi ai cứu bồ bác? Mày. Nếu tôi bỏ bác thằng nhà thằng trùm sò tới giờ này thì bác đòi ai mà chia 3 chia 7 chứ? Chưa cái gì hết trơn, bác thấy vàng bạc là bác muốn đòi hơn rồi. Bác quên cái tình nghĩa của tôi với bác hồi nào giờ như đây mà ăn nhầm gì nó. Nói chơi với mày, mày xài nặng tao. Bác giỡn với mày để ốc à. Chứ mày có chia cho tao 8 thì tao cũng không bao giờ nhận đâu. Chứ đừng nói tao đòi hỏi 7. Tao với mày, tao giúp mày còn không hết mà tao nỡ tao ăn hơn mày sao ốc. Nói giờ vậy nè. Tôi với bác hồi nào giờ cái gì cũng vậy, ăn đồng chia đủ. Nhưng mà về nhà mới chia. Nó kín đáo một chút. Chia đây lão lý trưởng đi tuần tới bất tử. Nói gì lý trưởng này hả? Ê, đồ lấy nhà trùng sò đây hả? Ít trời ơi, còn đuôi. Ai thả mày về đây mày? Dạ. Ai thả mày về đây? Dạ thưa thầy lý. Dạ không, không ai thả. Mà tôi thả tôi. Đâu? Chứ không phải mày nhờ thằng ốc cổng mày chạy hả? Biết chắc. Trói đồng hai người này, trời sáng dậy luôn mau. Tôi coi lại. Tôi nghiệp anh Biệt, cho em nói hết lời anh Biệt. Đừng có nói gì bậy bạ hết nha, để tôi làm việc với thầy Lý nha. Ốc, xuống nước nhỏ. Dạ, kính thưa thầy Lý. Dạ thầy Lý cũng biết, tôi với bác Ngao hồi nào bây giờ trong làng không có phải là kẻ gian tham trộm cắp gì của ai. Nhưng chẳng qua lúc này khổ quá cho nên mới đi làm ăn bậy bạ về. Chẳng may gặp thầy Lý giữa đường. Dạ xin thầy Lý từ bi hỷ xả tha thứ cho chúng tôi, mới lỡ lần này là lần thứ nhất. Một lần bắt được, 100 lần không mày. Biển, dạ, tối đầu nó lại mày. Tôi. Khoan anh Biển, anh Biển, cho em năn nỉ vài tiếng nữa anh Biển. Ốc còn. Tội nghiệp anh Biển. Còn ốc. Gì nữa? Dùng tình cảm. Dạ kính thưa thầy Lý. Dạ thầy Lý là một người nhân đức trong làng này xưa nay ai cũng biết. Nếu hôm nay vì phận sự mà thầy Lý bắt 2 đứa tôi đem về, dạ thì cũng tốn cơm chứ không ít lợi gì. Dạ thôi để tôi tính về cho nó gọn. Mày tính sao? Dạ đồ này mới lấy được của trùm sò. Thôi em xin biếu hết lại cho thầy Lý. Bậy. Dạ đúng rồi đó chú. Đúng sao? Anh Ốc không phải là tay chuyên nghiệp à. Nên anh ta không biết được luật lệ giang hồ. Xin chú hãy nương tay. Chú Ốc biết hối lỗi. Dạ. Thằng Biện lại nói vào. Dạ. Thôi nhất thứ tao tha cho nó nghe. Trời ơi cảm ơn khỏe. Hy vọng tràn trề. Thôi tao tha rồi đó. Dẫn Ngao đi về đi. Ở đó tao bắt tao giải đi bây giờ. Đi về. Thôi về ông. Đồ đâu? Tiêu rồi. Ai lấy? Thầy Lý. Thế là tiêu tan niềm hy vọng. Về bác? Chưa về. Gì nữa? Ở lại. Chi vậy? Khiếu nại. Dạ. Thưa thầy, thầy biết hồi đó giờ trong làng thầy là người
trên trước, tôi đâu phải kẻ tham, thằng Ốc cũng đâu phải kẻ gian. Nhưng hoàn cảnh tôi quá khổ, Tết nhất sắp tới nơi mà riêng tôi thì te tua tơi tả thì... Trời đất ơi, quần áo còn nguyên màu rách ở đâu? Rách ở đâu? Nguyên có ông bộ à, nhất y nhất quẩn à. Nếu bộ này mà tan nát thì đời tôi cũng nát tan. Dạ thưa thầy, quần áo mấy chục bộ đó thầy đem về cho thím ở nhà xài, nhưng thầy thương cho tôi với thằng Ốc ba bộ. Nó còn trẻ, cho nó một bộ thôi, tôi tàn tật, xin thầy thương cho hai bộ. Trời đất ơi, ông chạy vào đuôi này nhiều chuyện quá. Chú Bích, đi đi. Thôi được rồi Biên, mở đồ ra. Nghe không? Lựa cho Ngao hai bộ đồ nhung mới, còn riêng Ốc và ta cho nó một bộ đồ tốt. Không. Rồi đưa hai đứa nó lên quan. Đi, đi lên quan xin. Thôi khỏi lên quan, cũng khỏi dám xin. Hôm nay gặp thầy mà thầy nhân đức thầy tha. Thôi cảm ơn thầy, xin tạm biệt. Đi về ngay, lại nhảy là chết. Đi. Về bác ơi, kể như đi chuyến này mình cúng rằm tháng bảy. Miệng. Bây giờ đồ này heo. Biệt làm kiếm gần chết không thấy mặt mày gì vậy? Kiếm gì? Hôm rày em đi kiếm mối cho anh chứ đi đâu. Bộ có mối hả? Anh ơi, cái mối này ngon lắm. Cái vụ trùng sò mất trộm đó. Trùng sò mất trộm sao có mối? Anh không biết gì hết. Nè, thầy Lý muốn gài để làm tiền cho trùng sò đó, chỉ muốn bắt buộc cái con mẹ hến này làm vợ bé cho ổng. Vậy ha. Thấy không? Ông nói với em rồi, về nói lại với anh y theo cái kế của ổng mà làm đi. Chừng nào xong rồi tiền bạc ổng sòng phẳng cho mình. Trời ơi, lúc này em có bộ giỏi ghê. Hai ổng ở trên đường tới đây tìm anh để nhờ anh sai đồng tìm vật. Bây giờ ha, anh cứ... Trời đất ơi, sao mà không có hoa quả gì, anh để lạnh tanh à. Chưa có thân chủ mà đòi đốt nhang đồn chi cho nó hao. Phải tiết kiệm chứ. Em nói sao, nói ông Trùm với thầy Lý sắp tới đây phải không? Đi tới bây giờ nè. Nè, bây giờ em vô nhà anh nghỉ đỡ đi. Khi nào ông Trùm tới đây nhờ anh khiển đồng tìm vật, anh kêu em ra đây ngồi đồng. Nhớ ngồi cho kỹ đừng để lộ tẩy nhau. Chuyện của em mà anh cứ nhắc hoài. Rồi nó đốt nhang lên. Anh gì à? Hai ông tới cái kia. Nè em qua bển em nghỉ đi. Khi nào nghe anh kêu là qua liền nghe không? Ừ, anh lo em đi. Đi không? Mau đi, đi mau đi. Tới rồi Trầm ơi. Vô Trầm ơi. Thưa ông Trùm với thầy Lý ghê chơi, có chuyện gì cần? Dạ cũng có chút chuyện nên nhờ thầy giúp đi chứ. Rượu qua đem qua nhà tôi bị mất đồ, nghe thầy Lý giới thiệu nói thầy Bãi hay lắm, bây giờ nên nhờ thầy Bãi sai đồng tìm vật giúp chúng tôi có khổ quá. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó ông Trùm yên tâm. Dạ. Dầu kẻ trộm có dấu đồ trên chính tầng trời ở dưới ba lớp đất, tôi cũng sai âm binh tìm cái mộ. Yeah. Ông Trùm này, yeah, ông đừng có buồn nữa. Yeah. Ông thầy Bãi này cao tay ấn lắm.
Bây giờ ông khấn đi thế nào cũng tìm lại được của mất hả? Bây giờ giá hả? Tôi nói không phải khoe với ông Trùm. Nếu tôi không có... À, đừng giận! Cái gì vậy? 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 Cái ơi! Ông đâu dám tôi chết ổ chơi con nít xong giận vậy ông? Mua đồ cúng liền nghe không? Cho ông biết ở xóm này không biết bao nhiêu người gãi tay vì chọc giận ổng rồi đó. Dạ dạ, để tôi vừa tôi cúng lớn lắm, tôi mua mắm muối tôi cúng. Thầy Bảy ơi, bây giờ mình khởi sự được rồi thầy Bảy. Dạ bây giờ là đúng giờ linh rồi ạ. Bây giờ tôi cần một người ngồi đồng. Xin ông Trùm cho người nào thân tín nhất con ra đây ngồi, để thấy rõ tôi không phải là thứ thầy pháp giả mạo làm bậy bạ kiếm ăn. Không phải ông thầy Bảy đừng có ngại, thầy Bảy có người giúp tôi luôn đi. Thầy Bảy tôi tin thầy Bảy lắm. Thầy Bảy đừng có ngại gì đó hết rồi. Mày nha, sẵn có cô bóng năm mới qua lễ tổ à, nhờ cô ra đây ngồi là chắc ăn. Hả? Cô bóng năm còn ở đây hả? Trời ơi ông Trùm ơi, cô bóng năm này mà ngồi đầm mà không ai qua nổi hết á. Hay lắm à. Vì cô ta là gái còn trinh nên người khuất mày mới chịu dựa vào mà dẫn đường chỉ lối đó. Dạ nếu không phải là gái đồng trinh thì ngồi đồng lâu lên lắm. Dạ, dạ, dạ. Ông Trùm đợi tôi gọi cô Năm nha. Dạ dạ. Cô Năm ơi, cô Năm. Dạ. Cậu nghe. Đây đây. Ông Trùm thầy Lý à. Cô Năm. Dạ. Dạ ông chào thầy Lý. Dạ cô Năm. Dạ chào ông Trùm. Dạ chào cô Năm. Cô Năm à, ông Trùm vừa mất trộm đồ nên đến đây nhờ tôi khiển đồng tìm vật. Mà bây giờ không có người ngồi đồng nên ông Trùm muốn nhờ cô Năm ngồi giùm bữa được không? Thôi đi kiếm người khác đi, em mất công chuyện em ngồi không được đâu. Thôi trời ơi, cô Năm không mấy thợ giúp thôi. Cô Năm, cô Năm ơi, ráng giúp giùm đi cô Năm. Em đây là ông Trùm cũng trong xóm làng thôi, giúp giùm ổng bữa đi. Nói vậy chứ không mấy khi thầy Lý ông Trùm nhờ em từ chối quay kỳ quá. Dạ, coi vậy cô Năm tử tế lắm. Dạ, cô Năm giúp giùm. Cô Năm ơi, cô lại cô ngồi tôi khiến đồng ngay bây giờ. Ừ, thôi được rồi, em ngồi. Dạ. Ngồi đi. Dạ, xin ông Trùm đặt tiền tổ để cho tôi bắt đầu khiển đồng. Ờ, phải ông à, đặt tiền tổ đi chứ. Trời đất ơi, phải đặt tiền nữa. Chứ sao, mình là gia chủ phải đặt tiền tổ. Không biết gì hết trời. Mình quen nói bớt được không? Dạ, được. Phải có lễ vật mới khiển đồng được chứ. Dạ, đặt chừng bao nhiêu đâu? Dạ, để... Không có bao nhiêu đâu, chút đỉnh hả? Ông Trùm hãy đặt bao nhiêu? Dạ, ông Đô Dông nói ông Trùm cũng quen ăn rẻ 20 quan. Trời ơi, 20 quan mà rẻ. Dạ có bớt rồi á. Nói tới muốn làm mệt rồi nè. Dạ nói ông bớt cơ chứ nhiều quá khăm không nổi. Nhiều quá. Ông Trùm xin bớt chút đỉnh được không? Dạ ông nói người khuất mặt khuất mại nhiều nói nhiều chứ không có nói thách. Ừ. Chào mọi người Xuân Nhân Gameplay. Hôm nay Xuân Nhân Gameplay sẽ tiếp tục chơi game Ultraman Fighting Evolution 3. Và theo yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ chơi các trận đấu mà mọi người yêu cầu. Trong khi xem các bạn nhớ subscribe kênh Xuân Nhân Gameplay để đón xem những video mới nhất nha. Hôm nay mình đã sắm tay cầm mới này, kính mới để dạ cô Năm, để đây tôi để trên bàn tổ cúng rộn hơi mình tính. Đây cô Năm cầm đồ dông đi đó. Cô Năm ơi, đây cô Năm đổi lại nha đó. Dạ thưa ông Trùm, tôi bắt đầu khiển đồng à. Sư tổ sư tề thiên đại thánh hồng hài dương tiến là sắc ma dương bà con
bà Hồng, chúa tiền, chúa sư, ông Táo, ông Tiền nghe tiếng thầy kêu về ăn thịt chuột là hời. Nó bậy nó bạ. Đừng nói tiếng nào cho cô Năm buồn hết nha. Cô Năm mà cô cũng không thật. Thôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, ê, cái gì nè? Trời ơi! Trời ơi! Ông đâu giống có miêu vậy mà cô kẹp trong nách cô á. Trời ơi, giật lên kia mà. Thôi, xin lỗi. Quấn giận tôi tức quá đi. Bất công cộng đây nè. Tôi xin lỗi cô Năm. Trời ơi, tôi lỗi gì? Ông nói tôi lên giả. Trời ơi. Thôi bà cô Năm cũng không cảm thấy anh này đứng đây cười. Cười cái gì? Đáng lẽ ông nói anh mới có một tiếng gì binh vực đâu phải chứ. Đàn ông con trai gì đẹp đẽ vậy mà không biết gieo tình cảm với phụ nữ. Thôi ngồi đi cô Năm. Ngồi gì? Ngồi ra ông tới mà ngồi. Nếu mà còn nghi kỹ tôi bỏ tôi về. Ngồi đi, có gì tôi chịu cho. Ông Trùm cứ bình tĩnh đứng đó, tôi sẽ tìm lại vật cho ông nha. Đừng nói gì cô Năm buồn hết nha. Cô Năm ơi, cô Năm. Mình không thỉnh lên để người ta nói mình lên giả nha. Lâu thiệt lâu hả lên nha. Dạ thương Trùm, tôi bắt đầu khiển động lại à. Chào Pháp Sư, có ta đây, có chuyện
ngủ. Kiểu ta về làm ta chạy muốn té hà. Ai đó cho Pháp Sư biết tên danh của nào? Được. Mày nghe ta trên đây. Nhớ ta là công chúa Thủy Tề. Công chúa ở dưới sông. Ta có tay nên bụng nặng nề khó đứng. Công chúa nói công chúa có chữa cái bụng bự lắm. Ở đây ai mắc cái bệnh kiên, nói ta nghe chữa một khi hết liền. Nói gì thầy Bãi, nói giùm công chúa. Thầy Bãi nói giùm cái vụ tôi thầy Bãi. Này công chúa Thủy Tề, có ta. Chị không muốn sống cuộc đời đen tối, vào cửa quan lột xé thịt dân lành. Ai sống chết mặc ai, quan chẳng chút thương tình. Chứ chị em mình thì sống trọn tình với thôn xóm, không biết hại ai. Em biết rồi, chị không làm hại ai hết á.
nhưng mà người ta có thể làm hại chị được. Cái bọn ác ôn ỷ thế vừa quyền hiếp đó, em nói thiệt cái chuyện ngâm tất lắm chịu có nổi đâu. Biết vậy sao em còn khuyên chị ưng những kẻ ấy? Tại em thử ý chị đây chứ bộ, chứ mỗi lần nhìn mặt bọn chúng em tìm cách em đánh xa liền à. Chị cũng đâu có ưa gì, nhưng mà chị không thể lánh mặt được như em. Sao vậy? Cái cha lý trưởng nè, cha đeo theo chị mấy tháng nay, còn mấy cha trên huyện đường nghe, thấy chị cũng làm như là mèo thấy mỡ. Ừ ha, cái bọn quan làng này thật là trơ tráo mặt dạng mày dày, quyền nghĩ thế đáp dân lành, có lúc cũng lo cho chị đó. Em đâu là chị có giữ mình nổi đâu. Nhưng chị thì chị không lo, chỉ lo cho em hả? Em có gì đâu lo. Sao không lo? Con gái lớn rồi, một bước sảy chân là ngàn đời ân hận đó nghe chưa. À cua à? Dạ. Biểu nè, chị hai kia cái gì chị hai? Cầu ốc đâu rồi ha? Hôm nay không thấy tới nhà mình chơi vậy. Dạ nhắc tao mới nhớ à, từ bữa mà cái quán nước của mình bị cháy đó nha, anh Út nói à, để kiếm tiền để giúp đỡ chị em dựng lại quán nước. Chắc là không ai mướn luôn thấy giả tới đó. Tội nghiệp. À chị hỏi lại chút coi. Hỏi gì chị hai? Chuyện cua với ốc tới đâu rồi? Ôi dài kì quá à. Sao mà thấy ốc nó xôm xôm tới hoài nè. Nhưng mà cua thì chưa có xếp cả. Ờ, cho nên ốc còn ngán hoài hơn. Thôi xếp càng đi cho chị yên tâm cho rồi. Ôi dài kì quá à. Ông nào mà mở cửa hay không chị hai ơi. Ai tới nhà mình đó chị hai? Nào kêu réo ôm sộm ngoài. Để em coi coi nghe. Ê, trời ơi, gì? Ốc tới thì trời, ốc bò tới rồi kìa. Trời ơi, gì đâu mới nhắc cái tới liền à. Thôi được rồi, vậy thì cua ở đây kiếm ốc đi. Thôi, chạy ở đây với em đi. À, vô đông chút. Thôi, ở đây bắt thì chúng ta bỏ nữa. Đi vô nấu cơm nấu nước. Trời ơi, vậy, vô thiệt hả? Người ta kêu rác cũng ngọng ngọng mở cửa nè. Nhà ta vô đại mà vô đi bắt lỗi nữa. Thì kêu ổng nghe lên tiếng mới vô đại chứ bộ. Gì vậy? Kiếm ai hả? Chị hai đâu rồi? Hai hả? Ừ. Hai đi vắng rồi. Đi vắng rồi hả? Đỡ. Nghe vậy? Hỏi là chị hai đâu, tôi nói chị hai đi vắng là đỡ là sao? Hỏi thiệt nghe. Hổm rài cua có mông ốc không? Trời ơi, mông làm gì? Không có mông gì hết trơn cái trọi hả? Không có mông ai hết á. Rồi vậy mà ốc những ngỡ tới đây để gặp cua như ngày mùa tây hồi. Nói sao hết nỗi vui mừng hớn hở, nhưng nào ngờ đâu ốc đã leo lỡ lên bọn đành phải chết khô. Số bằng ốc đã ồ ôm mối hận chìm xuống đáy hồ. Trả lại cho cua những lời hò hẹn, nhớ tới ốc thêm ngàn. Lời nào làm cho ốc thêm đau khổ ơi. Hay vì hồ đồ lại cho mình là sâu sâu. Ốc mà khổ đau của làm sao hơn hồn. Còn trong cuộc sống từ lâu mà người ta không có nghĩ gì đâu. Em nói vậy có nghĩa là... Có nghĩa là... Nghĩa là sao? Có nghĩa là cua muốn biết lòng dạ của ốc, chứ đêm cua vẫn ngày nhớ đêm mong ốc. Mắc dịch. Trời đất ơi. Vậy mà nãy giờ làm hết hồn,
tưởng đâu cua muốn bò ngang chứ. Cua thì bò ngang là dĩ nhiên à, nhưng mà lòng vẫn thủy chung như nhất. Ốc ơi. Ơi. Thì đó biết nha. Ừ. Tại sao mà cái quán của mình bị cháy? Chắc tại lửa. Vô duyên. Ta nói sao cháy của nó chắc tại lửa. Lửa mới cháy. Nói gì đâu không à. Nấu nướng không kỹ đi chứ gì. Ê, đừng nói tầm bậy nghe. Nấu cơm canh chừng kỹ lắm á. Chứ sao cháy? Thì tại cái Lý Trưởng Hà đó, chả sai người lén đốt đó. Sao em biết? Thì chị hai mình nói. Chị hai mình nói là từ bữa mà cái quán nước của mình bị cháy đó nha, cái Lý Trưởng cho tới hoài à. Cho nên à, để cho dựng quán nước cho chị hai nè ha. Rồi còn cho bá tiền làm ăn nữa. Nhiều đó biết rồi. Sao thằng cháu tử tế vậy? Thì tại cháu muốn chị hai làm vợ bé cho đó. À, chả đặt điều kiện vậy đâu phải không? Ừ. Nhưng mà chị hai thì đâu có chịu. Ngu sao chịu. Rồi cái cháu ló đuôi cho hâm dọa đủ điều vậy đó. Em với chị hai khỏi lo. Sao khỏi lo? Bữa nay anh đem tiền qua cho em với chị hai dựng lại quán nước. Ốc ơi, tiền đâu có nhiều vậy hả? Tiền đâu ạ? Tiền làm ăn hổm rài. Tiền làm ăn? Mà anh làm ăn gì mà có tiền nhiều vậy? Hả, làm gì nói nghe coi. Làm ăn rất đàng hoàng. Phải đàng hoàng sao tôi nghi quá à. Còn cái này. Còn gì nữa vậy? Anh sắm để dành chờ cái ngày cua xếp càng về dưới ốc. Anh kỳ quá à. Đừng có đeo sớm quá nó phai màu. Ủa? Ủa, ốc mua túi này vàng giả hả? Vàng thiệt á. Vàng thiệt mà sao thấp sơn? Ai thấy vàng hồi nào đâu biết. Thôi đi à nha. Chừng nào à, rảnh à, ghé thăm em với chị hai. Ủa? Bữa nay ở lại ăn cơm hả? Thôi khỏi. Ăn cơm tiệm hổng rài quen rồi. Trời ơi, mày đặt ăn cơm tiệm rồi nữa em. Đâu phải mình anh. Vậy chứ ăn với ai hả? Anh với bác Ngao Hùng tiền ăn á. Ý, bác Ngao lúc này cũng có tiền cơm tiệm đó hả? Khá lắm, làm ăn một lượt với anh mừng. Vậy hả? Làm ăn chung anh khá lắm hả? Ừ. À. Thôi đi à nha. À. Chừng nào rảnh là ghé thăm em với chị hai. À. Ủa? Mùa mà nào vậy? Mới mùa. Trời, lúc này mang guốc mới được không hả? Gì vậy? Còn em? Tôi sao? Sao bữa nay ở nhà mà diện áo dài đẹp dữ vậy nè? Không phải, không phải. Đi con chuyện với chị hai đó, chưa kịp cái anh tới hả? Vậy hả? Dạ. Vậy thì được. Chứ tôi tưởng không có tôi ở nhà mà ăn mặc đẹp về không được với tôi à nha. Thôi anh đi nha, nói với chị hai là anh rảnh anh ghé thăm nha. À, nè 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 nè. Mai chiều ghé lại ăn cơm nha. Ừ. Chị hai ơi. Chị hai à. Chị hai à, ra nói chị hai nghe nè. Chị hai bảo đem nói chị hai nghe. Ốc đâu? Ốc về rồi chị hai. Ủa, để em nói chị hai nghe. Ốc tới đây nè, đem tiền tới cho chị em dựng lại quán nước. Tiền đâu nó có dữ vậy nè? Không biết. Nói tiền làm ăn đàng hoàng lắm. Làm ăn chung lụa với bác Ngao. Nói gì ấy kìa. Ai tới nhà mình đi. Thôi mình làm đâu đi. Nó lấy lúc tôi ngủ say gìn rượu nên nằm mê man chẳng hay biết gì. Hàng tròn đuôi nó gây sốt làng táo cầu. Nó nói quát biết mối qua thì thật lúc đổ bất lưu đào hang bất cầu. Lội mới say lên đầu khi thành mình đi lùng. Kim tư phía nay gặp đây thêm mới biết thầy hay. À, con mẹ này dám chứa đồ gian ha. Làm gì cái chuyện động trời đó. Ai dám bảo nhà tôi chứa đồ gian? Nhờ thầy Bãi tài giỏi, xài khiến ông đồ dòng đưa đường dẫn lối cho cô Năm đến đây tìm được đồ gian. Chối hả? Khắp xã Nhị Giang này còn ai không biết cái tài buôn thần bán thánh của cặp bài trùng thầy Bảy cô Năm này? Cô Năm trời ơi, công chúa đừng nóng. Công chúa nóng lắm. Tàn chứng còn sờ sờ để dám chối à? Nhờ thầy Lý xử cho vụ này. Vụ này hả? Dạ. Vụ này ông nội tôi xử cũng không được nữa hả?
Nếu thị hến là vợ bé của tôi là tôi cũng đành bó tay. Ừ. Quan hết bất dị thân. Đúng. Nhờ thầy giải lên quyệt. Giải đi. Dạ thưa ông trùm, nghĩ vậy là câu chuyện tôi tới đây đã xong. Dạ xin ông trùm. Rồi thầy bãi cô Năm về rồi tôi ghé nhà tôi tính. Dạ chào ông trùm, tôi về trước à. Ê, quên cho công chúa về dưới. Linh à, coi trời mình mệt quá. Chào trùm mình về trước cô Năm. Thôi được rồi. Trời ơi, em chào thầy Lý. Cô Năm về nghỉ nha. Dạ chào ông trùm dạ. Em về. Cảm ơn cô Năm. Anh ơi, riêng anh em sẽ nhắn nhủ đôi lời. Em sẽ đến nhà anh chơi, nhưng anh đừng hòng nuôi mộng với một cô gái hương trời sắc nước như em. Vì đời em thề đã phân sống với toàn một đời trên nữ. Ông trồng đây. Dạ. Trước khi giải cái vụ này đi á, ông để tôi hỏi cung sơ sơ nghe. Dạ. Bây giờ đầu của ông tìm lại được rồi. Dạ. Còn thì hến đâu, để đó tôi. Dạ. Thầy làm sao làm, những đồ đạc không bị mất là được. Hả? Này thị hến, chị chứa chấp đồ gian. Nếu việc này mà làm ra lý, chị bị xếp vào tội đồng lõa, ít ra cũng là 3 năm tù. Nhưng tôi nghĩ lại, tôi với chị cũng ở trong phòng xong, sống tối là giàu. Nếu tôi có làm khó cũng chẳng ít lợi nào. Chị bị cùng đông, tôi cũng chẳng khóc no. Thôi để tôi lo, chị ra 100 mang tiền mặt nộp cho làng sớm này. Trời ơi, làm gì có chuyện chứa được ra mà bác chứ giả chứ. Không được, không được. Thứ như thầy Lý thật chẳng công bình. Sao? Đồ đạc tôi bị mất mà chẳng nói chẳng rằng. Thì hết nộp 100 rồi lấy của tôi luôn. Tôi hay không? Nguyên chủ thu tài vật phải tả lại một con lợn. Trời đất quỷ thần ơi, mất vốn còn tốn con lợn. Đâu có được ông. Thầy Lý, thầy xử như vậy không ổn đâu. Hai bên đều chịu thiệt hết trơn á. Hả? Chịu thiệt hết à? Quân tàn ác ném đá dấu tay, vua quan giá họa, tai bay họa gửi này, không được thầy Lý xét soi mà còn xử hiếp buộc tôi nộp phạt là nghĩa thế nào? Bây giờ cô chống lại Lý trưởng phải không? Tôi không chống Lý trưởng, nhưng tôi chống lại cái lối xử phạt hồ đồ. Tôi cũng chống, không có được. Thôi thôi không chống, xử vậy đúng lắm, đúng. Làm gì có chuyện nhà tôi chứa chấp đồ gian? Sao? Không chứa chấp đồ gian hả? Thì tại sao đồ của trồng sò nằm ở trong nhà cô? Tại sao? Muốn biết tại sao? Có lẽ là các ông hiểu rõ hơn tôi mà. Tôi khuyên thầy hãy dùng công tâm mà xét xử đi. Là người cầm cân nẻ mực, luôn luôn vô tư chính trực, xử phạt công minh, phải dựa vào bằng cớ hẳn hoi. Nói gì thì nói, cô vẫn phải nhận tội chứa chấp đồ gian. Buộc tội là quyền của các ông, nhưng mà nhận tội hay không là quyền của tôi chứ. Nè, cô vẫn ương ảnh tôi không thể dung tha là. Đừng có dung tha thầy Lý. Con mẹ này nè, hỗn hào, nó thích được nó. Thầy phải trị nó để làm gương cho sao. Sống là phải có tôn ti trật tự chứ. Hả? Tôn ti trật tự hả? Kiểu nào kiểu của ông Trùm được phải không? Vì nợ nần chồng chất, vì sợ mất ruộng, cho nên những người nghèo khổ làm công làm mướn cho ông để cắn răng nuốt hận, để cho ông hành hạ chưa biết hết. Nói chuyện mà còn xí xỏ nữa. Vô vậy. Nó cười. Má lắm rồi à. Chửi xíu tôi. Thầy Lý, chữ vậy nó không chịu, giải nó lên quyền. Bác giải đi liền bây giờ. Sao ông Trùm nói sao? Bác vậy cứ nói sao? Nói vậy ha. Đòi giải lên quyền ha. Trời chết luôn Trùm ơi. Biết lỗ tai, làm ta biết lỗ tai thấy không? Nói nghe chơi gì chứ, các ông đừng thấy tôi khó bụng mà tích chuyện vu oan giá họa. Làm cái gì đi làm, một đồng kim tôi cũng không bỏ ra nữa. Con mẹ này láo thật láo. Ta muốn cứu mi khỏi mang gông tù tội. Tù tội nên đại đường cho mi nộp mà lễ phạt là xong. Là xong thế ngã màn ngã mi
tỏ ra rất ương ngạnh nên buộc lòng ta phải bắt mi nộp thẳng lên quan. Lên quan biển đông lấy là gì, thần đói nó lại cho mau. Đói rồi giải đi. Dùng mây giăng vậy mà đông đến một cái đông thần ơi, đó bò này dữ quá, dầu tốn bạc trăm sao cũng tuôn ra được ráo. Nhưng mà thà là để cuộc ăn còn hơn là để chốt. Trời đất quỷ thần ơi, ông có nghe gì không? Nghe gì? Nó gọi mình là chó đó, ông nghe chưa? Nó chửi ông. Con mẹ mày là đáng đúc cổ vô cầm. Cầm nó đi, nó đi. Tao chẳng sợ gì đâu, để trước mặt quan tao sẽ khai thác tự sự. Trời ơi, nó hâm dọa mình, ông có nghe không? Chúng bay muốn làm tiền tao, để chia có chia. Đặt chuyện nghe, đặt chuyện nghe. Tao thích chó nhà quan gắn cho chúng bay lội. Trời đất quý thần ơi, nó nói sao mà nghe dễ sợ. Ôi! Sợ sệt gì hay, bắt nộp thẳng lên quan. Lên quan trên. Được rồi, mấy người có việc lên quan thưa đi. Nếu có trác đòi hả, thì tôi đi hầu. Được rồi, được rồi. Rồi đây mi sẽ biết tay ta. Ông chồng, sao tôi lên biệt? Ê! Biết tay ta. Em ơi! Dạ! Em à! Trời ơi! Kia cái gì vậy? Làm sao bây giờ không? Trước mặt tụi nó thì chỉ tỏ thái độ cứng rắn như vậy, nhưng mà trong lòng chị vẫn thấy lo em à. Em cũng lo quá đi chị Hai ơi. Đúng rồi, chúng nó vào hồi với nhau đi vô quan cái quả cho chị em mình đó. Khó khăn lắm mình mới mong thoát khỏi nổi. Nhưng mà em thì lúc nào cũng tin vào tài quyền biến của chị. Em biết thế nào chưa cũng có cách mà. Theo chị biết á thì từ thầy đề đến huyện quan Trìa toàn là một lũ dê sồn, lại một lòng một dạ thờ bà. Nếu quả sự thật mà đúng như vậy á thì chị sẽ có cách đối phó. Cách nào á chị Hai? Bây giờ em ở nhà coi nhà. Dạ. Chị vào trong sửa soạn, rồi chị phải đi lên huyện đường để dò hỏi tình hình, rồi trở về đây chị em mình bàn với nhau tìm cách đối phó nghe em. Dạ. Ở đời thiệt là khổ chứ, xấu xí thì cũng khổ, mà có chút xíu nhan sắc là chị Hai cũng thiệt là khổ chứ. Ngồi yên la là chết tức khắc. Theo ta ngài. Theo mà đi đâu? Đi hưởng từng trăng mật. Không, bỏ người ta, bỏ. Bỏ người ta, anh ốc ảnh yêu tôi. Đồ quỷ nè. Chọc cua giận cua kẹt cho con coi. Giận thì năng nỉ, kẹp thì la làng. Đi đâu mà rình mòi như là ăn trộm vậy? Đừng nói chơi nha. Hướng này bộ giống ăn trộm lắm hả? Không phải, tôi nói là cái lối rình mò bịt mắt bịt miệng người ta giống như là ăn trộm vậy đó. Vậy hả? Chỉ nói sự thật anh mà là ăn trộm đó nghe. Ừ. Còn khuya tôi mới thương anh á. Bộ em nói thiệt hả em? Thiệt mà. Cua không kẹp thì thôi nghe, chứ nếu mà cua kẹp á, trời gầm cũng không nhả nữa. Ủa? Sao khi không đưa nói chuyện với ta buồn hả? Cái gì vậy? Em bình tĩnh để anh nói chuyện này cho em nghe. Trời ơi, gì nói đại cho rồi, đi gì bình tĩnh không biết nè. Gì vậy? Thú thiệt với em, anh chính là kẻ đào tường khoét vách. Trời, mặt anh gì mà ăn trộm sao? Chứ mặt nào mới ăn trộm. Tôi đi,
Tưởng sao tao nói gì còn trả lời ngang nữa. Tôi nói anh sao? Bữa nào anh qua đây tôi cũng nói đó. Tôi nói anh hoài à, tôi nói nghèo cho sạch, rách vô thôn, đừng có bị đặt đen trộm gì đó. Rủi bà con lối xóm tay được, nhục nó mới không. Lời em dạy luôn luôn anh ghi nhớ, nhưng mà hoàn cảnh nó đẩy đưa. Hoàn cảnh gì? Ăn trộm ăn cắp của người ta còn la hoàn cảnh nó đẩy đưa nữa. Tôi nói anh sao? Tôi nói anh đừng đi theo cho bói ngao. Một anh cãi tôi đi theo chả. Tôi nói anh không chịu nghe lời tôi đi theo chả anh ăn trộm đó. Tình tôi với anh kể như là vĩnh biệt, đừng tới nhà tôi nữa. Tội nghiệp anh mà em. Anh còn nhỏ dại anh không biết, bởi vậy cho nên anh mới nói hết cho em nghe. Rồi anh sẽ lên huyện đường nhận hết tội lỗi để giải oan cho chị hai. Em đồng ý không? Tôi nghĩ là sao hành động tới nào đó tùy anh, tôi không biết. Anh chỉ xin em có một điều, sau khi anh đi rồi, em ở nhà đóng cửa chờ anh. Chắc không lâu mấy cái vụ này chừng 5-3 năm về. Thôi em ở lại mạnh giỏi, anh đi. Dạ. Lợi đi nghe tôi hỏi nè. Đứng xích ở đây nghe tôi hỏi nè. Phải tiền anh đưa tôi là tiền anh ăn trộm của trùm sò không? Chứ còn gì nữa. Còn gì nữa? Nói hoài à. Nghèo chú nghèo đi. Mày đập sấm quốc mới kia mà ăn cắp tiền của anh ta. Anh đứng đây đi. Tôi vô tôi nói cho thì trả tiền nó lại cho anh. Cần tại đồng tiền phiên gì hết đó đâu. Chị hai à, trả tiền cho ốc rồi chị hai. Tiền ăn trộm đấy chị hai. Dạ thưa chị hai, em không còn xứng đáng là đứa em trong gia đình này nữa. Không, cậu ốc à, từ nay giờ chị đã có rõ đầu đuôi câu chuyện. Tuy không đồng ý việc làm của cậu, nhưng chị hiểu thấu nỗi lòng vì hoàn cảnh khó khăn đã đưa đầy cậu đến con đường ngang trái. Nhưng giờ đây cậu khỏi cần ra tố tội vì tôi tính toán mọi việc đã xong rồi. Hai nhân lời làm bếp không. Tại sao bà chỉ phải nhận lời mà chỉ phải làm cho bổn chú tả tôi rời xa để trừ bớt tay quả cho chân. Còn mối tình thuần lương trong sáng của ai em thì không nên để chết đau làm quen ấu mài xem như là cơn giông tố đã qua. Và sau trận phong ba thì cây cỏ lại bình yên, trời quang mây bắn như dần đang tỏ đang mà không còn bi vũ nhà gì áng mây. Chị hai à, rồi giờ sao chị hai? Em à, hoàn cảnh cậu ốc đáng trách nhưng mà cũng đáng thương. Nếu xét kỹ lại phải thương nhiều hơn trách. Đúng. Tức nước dở bờ, một thân côi cút bơ vơ đi làm mướn cho trùm sò, lại bị trùm sò chè ép bóc lột chà đạp khinh khi. Trong cơn bí lối anh ta mới liều lĩnh đó thôi em à. Để từ nay em hứa sẽ dùng bàn tay và khối óc của mình để mưu sinh. Nhưng nếu chị không cho em lên huyện đường thú tội thì làm sao chị được giải quen? Không, em ra thú tội sẽ bị giam cầm khổ sai và chưa chắc gì chị được yên thân. Chị đã có cách. Cách nào ấy chị hai? Từ Lý Trưởng Hà thầy đề trên huyện, đứa thì xin cưới chị làm vợ bé, kẻ thì ngỏ ý yêu đương. Còn huyện quan Trìa là người háo sắc, lại một mực thờ bà. Chị sẽ cho gà cùng chuồng đá nhau, đứa sệ cánh, đứa què giò. Còn chúng mình thì vẫn bình yên vô sự. Chị hai hay quá. Thôi bây giờ hai em ở nhà coi nhà nha. Dạ. Chị hai phải đi lên huyện à. Nè, ở nhà không có được cãi giả với nhau nữa nghe chưa. Dạ. Dạ em đâu có dám. Cua, không có được ăn hiếp ốc nghe chưa. Dạ. Phải nghe lời ốc nghe không. Dạ.
đừng có hung dữ quá đó. Ê, biểu coi. Bữa nay gan quá ha. Kêu ai ạ? Lại biểu một chút được không? Biểu gì? Đừng có giỡn mà. Chị hai mới dặn cái gì nghe không? Không. Không nghe hả? Nghe. Trời trời trời, bữa nay dám cả gan chứ. Gan hả? Cãi lời là tôi giả một cái không còn cái răng ăn cháo. Gì? Tôi nói là tôi làm. Không còn răng ăn cháo hả? Ừ. Phải ai không? Phải ăn cháo không? Chị hai ơi! Phải không? Phải chị hai chết hết mày ơi, tao thấy ông đi kìa mà cái hàm răng ông sụi xuống. Chết hết Hoàng đất Bẩm quan mới đến à. Này thầy đây. Dạ. Tại sao hổm rày không có nơi nào kiện cáo nhau hết vậy? Bẩm quan đổ rày dân làng làm ăn yên ổn nên không có kiện thưa gì cả. Vậy thì thầy phải làm thế nào để cho dân tình nó lộn xộn mà thưa kiện lẫn nhau? Bổng lộc chỉ có mấy đồng tiền, dân mà không thưa kiện nhau thì qua sao sống? Thầy phải ngầm sức cho Hương Hào Lý Dịch xúi dục dân tình thưa kiện lẫn nhau. Không có thì không yên với tôi đâu. Dạ, bẩm quan, có một vụ kiện thưa ở Cồn Hến, thế nó nhỏ nhưng quá nên không có bẩm lên quan à. Kệ nó, có còn hơn không. Nhưng mà nội vụ có đứa nào có má mặt không? Bẩm quan, có tên Trùm Sò đứng nguyên đơn. Tên Trùm Sò thì nghe đâu hắn khá giả lắm quan. Đứng nguyên đơn mà khá giả? Dạ khá. Như vậy thì chuyện bé mình phải xé ra cho to. Dạ. Thầy phải làm thế nào lật ra nguyên cáo, thành ra là bị cáo, mình mới có thể xử được. Nhớ tôi thường dặn không? Dạ. Nắm cái thằng có tóc chai, nắm kẻ trọc đầu. Quan giải thật là chi lý quá. Nội vụ ra sao? Dạ. Vi bằng, có vi bằng lý trưởng xã Đại Giang chứng rằng Trùm Sò bị mất trộm. Nay Trùm Sò kiện thị hến về tội qua trữ đồ trộm, có lý trưởng Hà làm chứng, bắt được quả tang tại nhà thị hến. Đồ mất trộm của Trùm Sò bắt quả tang ở nhà thị hến à? Dạ bác ạ. Có lý trưởng Hà làm chứng nè. Dạ có. Thằng này làm chứng chỉ ngu rồi. Thôi được rồi, tôi có cách. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm, hơn nữa là pháp luật ta nắm ở trong tay, ta muốn xoay trở cách nào mà không được. Yên chí, xem tôi ra tay. Quan mà ra tay thì phải biết. Cho vào. Dạ. Yeah. Lễ cửu. Dạ. Yeah. Cho đòi bên nguyên lẫn bên bị lẫn nhân chứng. Dạ. Yeah. Ừ. Nè. Dạ. Yeah. Tôi nhắc cho ông Lý và ông Trùm nhớ nghe không? Dạ. Yeah. Bữa nay quan bận việc, quan không xử kiện gì hết trơn hết trọi á. Hồi nãy mấy ông nhờ Lệ Bác trình lên với quan phải không? Dạ. Vô ích, quan nhất định không xử bữa nay đó. Trời ơi, bây giờ làm sao bây giờ? Tôi thấy mấy ông vậy tôi tội nghiệp. Dạ. Tôi mới nhảy vô tôi khẩn khoản với quan. Dạ. Tôi yêu cầu quan. Dạ. Quan nể lời tôi lắm, dạ, quan mới chịu xử bữa nay đó. Trời ơi, ngon quá trời, ngon quá trời. À, nói thiệt với mấy ông nha. Dạ. Quan sạch sẽ ngày nay đó là nhờ một tay tôi đó. Vậy à.
Đồ đạc của quan dơ một tay tôi giặt đó. Hay quá. Cửu ơi, anh Cửu cầm cái này uống trà nha. Thôi mình bạn với nhau lâu lâu. Đang giúp tôi không cần nha. Thôi đừng ngại, anh cứ cầm cái trà để giúp tôi ổng. Vậy ha, uống trà chơi ha. Trà sao ít quá vậy nè. Không việc tính tới nữa. Tính tới ha. Cái này là của thầy Lý phải không? Dạ. Còn trùm chưa nha. Chưa. Trời đất ơi. Của tôi nữa hả? Chứ sao? Phải có mới được chứ, đi hai người mà không lẽ có người cơ. Tôi với ổng hùng cái đó đó. Hùng hợp gì hùng khó chia lắm. Không có được đâu. Của ai ra nấy à? Bây giờ lấy ra không kịp thì để lát nữa vô trọng rồi tôi ra giấu cái lấy ra nghe không? Hiểu không? Thôi đứng chờ tôi chút, tôi vô trình với quan nghe không? Dạ. Kỳ quá. Ông quan, con cho đòi thầy Lý vào trùm đến hồng quan à. Cho vào. Cho vào. Dạ bẩm quan à. Dạ bạn à. Cho đòi thì hết. Cho đòi thì hết. Không tỉnh lại cô hết nè cô ba. Bà đâu? Dạ. Bà đâu? Dạ. Dạ bà đây đó. Trời. Ba qua bên đây đứng nha, đừng đứng ở bãi làm rộn quan nghe chưa. Vậy mà mày la bà. Dạ. Tao tưởng bà tao tới. Dạ. Ba qua đây. Đừng đi đâu hết, đứng ngay tại chỗ tôi đây mà khai. Đứng gần quan khai quan nghe rõ hơn. Chắc chết quá. Vô trùm sò đấy phải không? Dạ. Dạ bẩm quan, dạ con là lý trưởng ở Cồn Hến, có chút lễ di thiền kính dâng quan, nhờ quan thương nhận cho. Dạ. Lý trưởng Cồn Hến này vô lễ thành, dám bưng lễ vật quan như thế này à? Quân này càng ngày càng dễ vui ra mặt. Quan tha cho lần thứ nhất kia chưa? Dạ. Mâm lễ giờ có dự trọng rồi. Dạ. Dạ. Có trà rượu mắm muối. Trời trời đem mắm muối vô đây chi trời. Phải trà rượu bánh mứt. Chỉ có vậy thôi à? Dạ bẩm quan, dạ còn cái gói vuông vuông nữa. Dạ. Đây là nha môn, nó cầm cân nẻ mực, chứ không phải là nơi để cái gói vuông vuông. Dạ. Lần thứ nhất quan niệm tình tha thứ, tá phạm đừng trách tại sao quan chẳng dung tình. Yeah. Cấm chặt việc lễ quan hối lộ. Yeah. Lễ ba. Dạ quan dạ ạ. Bưng mâm lễ vật về bệnh cho bà mày. Dạ. Đi đâu ạ? Dạ con đem cho bà. Mày đem về cho bà mày đi ra ngã trước cho tao thấy hết à? Đi vòng ngã sao? Dặn mày bao nhiêu lần rồi mày? Bộ lần này là mới lần đầu hay sao? Đứng lên. Ta vừa xét qua nội vụ đã chưa rõ ngày gian như thế nào. Bây giờ tất cả phải công khai sự thật rõ ràng,
để cho quan nghiên cứu mà xét xử. Trùng soi là thằng nào? Ê, mày đi hầu quan mà ẵm con theo chi? Không có đồ. Sao tao nghe có tiếng con nít khóc? Không có em. Mày là trùng sò đó hả? Dạ. Mày bị mất trộm phải không? Dạ. Mày giàu lắm phải không? Dạ. Dạ đâu có giàu, giờ đủ ấm à. Mày đừng có chối mày. Mày giàu có, nên ăn trộm mới ghé thăm mày. Đâu có, lâu lâu nó nhớ nó tới nó thăm mày biết. Còn Thị Hên. Dạ. Thị Hên này có nhận lời khai trong đơn này sự thật có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã Đại Giang có chứng nhận rằng tên trùng sò bị mất trộm, mà tên trộm đó là một thằng nuôi. Nó đã đốn bất kỳ hôm lại phong quả đông tiếu cành, mà là xã chưa bắt được kẻ gian manh. Dạ, bẩm quan, bây giờ em mới biết được à, chuyện mất trộm ở nhà ông trùng. Ủa? Em chỉ thấy là họ ập lên nhà chú quan rằng muốn thơ đồ anh trùng, rồi khi họ hùng hồn bắt theo thêm là đều dẫn lối. Như vậy là Huy Lượng Hà mày muốn kiếm chuyện nè. Mày chú quan có phụ nữ đã đẹp lại hiền, chắc là mày phải vô tù. Mày bị mất chức mà lại còn bị đóng trăng. Dạ dạ dạ, bẩm quan, thật là quan ức cho con quá. Quá thật thì hết là tai qua trữ đồ gian, đồng lõi với bọn thầy bói ăn trộm buôn bán kiếm lời. Dạ. Quá thật có trùng sò đã nhận được đồ đạc mất trộm tại nhà y thị. Dạ. Đúng, đúng. Trùng sò. Dạ. Gì mày khóc nữa vậy? Dạ sợ nữa. Mày có nhận đồ mất trộm mày lặng của mày không? Dạ đúng, giờ có đồ này. Bẩm quan, đồ đạc mất trộm mà nằm ở trong nhà thì hết, thì quá là thị ta có quá trữ thật đó. Đúng, thầy đề nói đúng. Nhưng mà trong đó phải có nguyên nhân chứ. Dạ, phải có nguyên nhân chứ. Chứ không lẽ đàn bà gái đẹp gì đi ăn trộm đó. Dạ, đàn bà đâu cũng biết ăn trộm. Dạ biết chứ, bỏ hở rồi, hở là nó chớp, hở là nó chợp. Thì hết, phải cung khai rõ ràng. Tự nhiên nói, đừng sợ thằng nào hết, có quan che chở. Trời ơi chết rồi. Thì hết, tại sao có đồ mất trộm của trùng sò nằm ở trong nhà cô nè? Dạ, dạ bẩm quan. Cái cờ lúc giữa đường gãy gãy, em lo thủ tiếc đơn này. Thân cô đơn biết tìm cách sinh nhai, dừng quang nước cơ qua ngày mùa băng. Mày đây! Dạ! Làm gì cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo à? Ghi vô! Dạ! Ghi vô! Kiếm gì vậy? Dạ. Kiếm cây bút hả? Dạ. Sau lưng cha kìa cha. Khôn quá ha. Bút rớt qua đây mà tìm dưới giò có hến ha. Ghi vô. Dạ. Giữa đường gãi gánh. Giữa đường gãi gánh. Mà này thì hến à? Dạ. Có gãi thiệt không? Dạ bẩm quan, đã gãi 2 năm. Ghi lẹ lẹ vô thù quan quên. Gãi 2 năm. Gãi 2 năm. Nè 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 nè. Dạ dạ dạ.
Cái vụ 2 năm á thầy khỏi ghi, để tôi nhớ được rồi. Thầy ghi vô thầy nhớ nguy hiểm. Dạ bẩm quan, rồi bỗng trùm lễ pháp sư ba mà dưới cuộc đồng ô ạt ắt vào nhà. Gì ạ? Bảo rằng mất trộm tôi hôm qua. Em qua trở về lời cùng đau. Dạ bảo quan đi không? Quyện quan ơi, thân gái giá chồng phòng không, chiếc bóng sớm tối hoành liêu, chẳng có ai bầu bạn em thao tước từng canh lệ sầu khắc khoái. Nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng, tuổi phận cô đơn không người đối tượng, mà bị vu quan chứa chấp đồ gian bởi người ám hại, em phải làm sao nhờ quan đổi thương tình. Em đang yên ổn làm ăn bông ta nghĩ coi, lý chủ hà rồi, căn quan lúc ba cuốn ngay à, tìm chạy đâu ra một tấm quá tùa không, cho nên lý chủ hà liền nổi giống gió đùng đùng, nếu không có thì đòi dài lên quan lập, em đang nghĩ cây nào cũng không được. Dạ bẩm quan. Kìa, tao biết mà, tao biết tụi bay thấy tiền đó là muốn tát mà. Tát không được cái bài nằm giải lên đây thương nghiệp phải không? Nè, bộ trời xanh quan ra để cho bay bán bay ăn. Dễ nhất suy chi, từ xưa giờ qua mặt qua bao nhiêu lần rồi. Để tưởng, đè đi tưởng còn hết đến 30 heo. Dạ quan, dạ trăm lại quan quan, ngàn lại quan quan. Xin hãy quan lớn đèn trời soi xét, con đi thở nay chưa biết làm tiền, mỗi lần đầu mất tới thật chưa quen, làm lớp chọc bị người ta dòm thấy tay, mới nhất thứ lại quan con tóc dài nhờ ông trời mở trời. Thôi im đi, tội của mày đang thân thể sanh đời, nhưng mà xét ra cũng là thái chân bộ hạ. Nè, về lấy phạt 50 quan tiền giả, hay nằm ngay xuống cho lễ rượu tính đủ 30 hàng. Trời ơi, con quan ơi, dạ lại qua con xin nộp phạt à. Về lấy tiền nộp phạt, mau lên. Dạ. Trời ơi, tôi về trước nha. Trời ơi, về biết tôi làm sao đây. Trung so giao hầu. Chào mọi người, chào mừng mọi người xuyên gameplay. Hôm nay xuyên gameplay sẽ tiếp tục chơi game Ultraman Fighting Evolution 3 và theo yêu cầu của mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi bẩm quan, đêm 24 em bị mất trộm, qua 25 em gặp của bị mất tại nhà thì hết. Thôi cho con bỏ con về luôn đi. Vô đi rồi không có bỏ mày. Chỗ này chỗ để mày dẫn chơi đó. Đừng so. Mày định ý thế phu gia cường hào hiếp bức kẻ thế cô phải không? Dạ đâu có. Bẩm quan, đêm 24 em bị mất trộm, qua 25 em gặp của bị mất tại nhà thì hết. Xin quan hỏi kẻ qua trữ đồ gian thì sẽ rõ. Trước mặt quan mà mày định dở trò vừa ăn cướp và vừa la làng. Mà ý mày có thế rồi mày lấy thịt mày đè người phải không? Mày ép người ta làm vợ bé mày không được, mày vu oan giá họa phải không? Dạ đâu có. Em đâu có buồn khi hết làm vợ đâu. Đây mới thật là thị vu oan cho em đó. Tuy rằng thị hết không khai, nhưng mà ta xét qua tình hình nãy giờ ta thấy y như vậy. Bẩm quan, quả thật chúng nó lập bè lập phái vu oan cho người vô tội. Đúng. Như vậy thì luật nước khó tha, xin quan hãy kết tội nặng nề để làm gương cho kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé. Dạ thầy nói vậy chứ em đâu có ham vợ bé. Đừng có chối mày, nội dòm cái hàm râu của mày tao biết mày ham vợ bé rồi. Dạ đâu có, tại nó mọc ngược vậy chứ. Hey,
mày nói râu ai mọc ngược. Trước khi nói phải nhìn trước nhìn sau nghe chưa? Dạ bẩm quan, em lỡ lời. Dạ bẩm quan, thưa thầy đề, em không ham vợ bé mà chỉ biết ham tiền. Sự thật cũng chẳng phải du quan, em mất trộm rõ ràng mà tan vật hãy còn để đó. Lệ bác. Dạ quan dạ dạ. Đem tan vật về bển cho bà mày niêm vào tủ. Dạ, 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 dạ. Hay không? Hay không? Trước mặt quan mày định ăn cướp đồ của quan phải không? Trời ơi quan nói sao, cái đồ đó của em mà. Đồ của mày, khi nào cụ Năm ở nhà mày, cụ tới chỗ quan là đồ của quan. Lệ cửu. Dạ. Đè trùm sò xuống đánh 30 heo. Trời ơi, chết ông ơi, chết ông ơi. Lệ bác. Dạ. Nhắc ghê lễ phép nghiêm trang kinh cảnh, mời cô Hên ngồi. Dạ. Dạ mời cô Hến ngồi. Hến xin em chị Hến nghe thôi. Coi mồi có gió quá tiêu rồi. Lệ cửu. Dạ. Phép nước thi hành. Dạ, phép nước thi hành. Nằm xuống đi trò. Hả? Nằm xuống. Cô nằm thiệt á? Nằm mà nằm chơi hả? Nằm xuống. Lý rồi trò chưa nhớ không? Nhớ không? Dạ. Lý rồi trò chưa nhớ. Thôi mà. Hả? Thôi. Thôi hả? Thôi nằm xuống. Nằm ngay xuống. Nhẹ nhẹ đi. À, nằm xuống rồi. Lệ lệ. Dạ. Vỏ sò cứng quá ha, đánh biết chừng nào mới thấm. Đánh đừng có chọt. Chọt rồi sao? Chọt nó đau. Đau hả? Biết đau mà không có hả? Hả? Có không? Cái gì? Thấm tay gì vậy? Không phải cái này. Nằm xuống này. Nè. Nằm ngay ngắn nha. Một. Đau. Đau quá không? Mà em ru bà ru chứ không có gì hết không? Dạ đau quá. Em ru không? Dạ. Ừ? Em ru hả? Nằm xuống đó mày. Nằm lại đây. Đi. Nằm ngay nha. Một. Dạ đau quá. 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 Cũng chưa có gì phản ứng đáng kể hết phải không? Chưa có gì phản ứng hay không? Dạ thôi. Gì nữa? Không phải cái này đó mày. Nằm xuống. Đấy. Đừng có chết à, được chưa? Mau nha. Một. Đau quá trời, đau quá, chịu hết nổi rồi trời. Đau cũng nằm xuống. Dạ đi. Dạ không đánh. Dạ đánh, dạ nằm xuống. Nằm em. Chết rồi, chết rồi nha. Ngay. Nằm xuống. Nằm ngay xuống. Dạ đi. Chết à. Nằm xuống. Nằm xuống. Ôi, lẻ lẻ đi, nằm xuống. Mau. Nằm ngay. Dạ, dạ đánh. Nằm ngay. Nhớ lát thôi nha. Ừ, trời ơi, đi nằm lẻ đi. Mau. Nằm xuống. Chết bây giờ. Một. Mười. Một. Mười hai. Khoan. Dạ. Dạ, khoan. Để đó tao mày. Dạ. Rồi đây. Nằm xuống mày. Dạ, nằm chi nữa? Nằm quách mày chết kìa. Trời ơi. Nằm xuống mày, mày làm tao nổi giận rồi. Cái đồ ngu muội. Ừ. Nghe, phàm không có đánh thì thôi. Mà hãy đánh cho nó trúng phép. Hồi nãy giờ mày đánh chưa có trúng phép, bây giờ mày coi tao đánh này chắc trúng phép à. Nghe. Thấy chưa? Ôi trời ơi, trời ơi. Ở trong này ai chết mà mày thổi càng lá? Dạ đau quá rồi. Nghe không? Quan vỡ rồi kìa, nằm xuống đi. Có nằm nữa hả? Nằm nữa chứ. Nãy giờ đánh chưa trúng phép. Nghe không? Bây giờ nè, vậy mới trúng phép rồi.
phép mẹo sống của phép tắt. Dạ không có phép gì hết em. Không có phép nằm xuống này. Rẽ đi. Nằm ngay xuống. Nằm ngay nha. Cái vụ nãy chưa thối. Trời ơi. Đến. Dạ, dạ đến. Nghe nha. 1 16 1 23 1 29 Sao không đánh nữa? Dạ bẩm quan, dạ sao sò nó chết rồi. Hả? Tội nghiệp không? Dạ. Mới bị có mấy roi mà chết tội nghiệp không? Thêm 30 roi nữa coi. Dạ, dạ. Trời ơi. Chưa chết hả? Dạ chưa. Vậy mà tao tưởng hồn của mày đã lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ cũng gần chết rồi quan ơi. Nó bầm dập hết rồi quan ơi. Đáng lý là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà suy nghĩ, lỡ chết rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thâu, nên bỗng nghe tiếng quát nạt của quan, hồn sò vội vàng trở lại. Gì ạ? Vì thương xác sò phải quằn quại, vì 30 ngọn roi ác hại mà chẳng chút nương tay. Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhung như trái dừa gan chín rụng nước giá đổ hộp đã bấy hết ăn uống gì được nữa. Trời ơi, vậy mà chẳng chút xót thương nào, đập cho nó bầm dập như tương để bị người ta bỏ bên đường. Giúp điều chút xíu khó mấy hôm xong. Thôi thầy đừng nói nữa chi để tôi lộn mà nấu quá chè. Chị này nấu chè vô gan rồi nha. Nghĩ thiệt là tức mà. Lời tục nói quả cũng sai. Khi thương tay ấu cũng tròn, khi ghét cái bồ hòn nó cũng méo. Phải khi mà sọt có được cặp mày lá liễu bén ngót như dao, đôi mắt long lanh tử tình, miệng cười xinh xinh như dành môi mỏng thì mong sò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai đói hoài thương hại. Tự nhiên mà nói ngang ngang cái mày rống là chi vậy? Giờ đau quá ba ơi. Thằng thân chắc thận phải không? Thêm 30 roi nữa coi. Quang ơi, cho con nộp phạt thôi, chịu đòn không nổi đâu ba ơi. Chịu phạt là phải không? Dạ. Thôi ba cũng phương tình. Nói tới nói lui hôm qua nói thật, về nhà lấy 400 quan tới đây phạt mày. Dạ chứ quan bớt coi chứ nhiều quá ăn thăng đâu có nổi quan. 400 quan mà ăn thua gì, bằng rụng sợ lúng chín cái chú mày. Trời ơi sao ông biết? Người ta đứt từng đoạn ruột cho chắc không bằng rụng một sợi lông chân. Bộ ông tưởng có tiền là dễ làm sao? Bộ đổ mồ hôi xót con mắt, dắt chài ra nước bồn cho đãi nấu ăn mắm hút giỏi. Có chính quan ráng kiếm thêm một quan nữa cho chẳng chủ tin nào phải là bóng bộ của ai đâu. Nhờ má điều biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không nài cực khổ, thức khuya dậy sớm ăn uống quá lo mà tiền công thiền không nhẹ. Nhờ bạc 12 tôi cho gian nhân đức không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới tích thiểu thành đá. Tạo nhà tạo đất vì tiền ngủ không biên chất, hễ đêm nghe chó là đã bấn loạn tâm thần. Thôi
quan xử như vậy là phước ba đời nhà chú rồi, không lại tả đến phụ mẫu chi dân mà còn kêu cá cái gì nữa. Dạ bây giờ lại lại rồi quan thái. Này thầy đây. Dạ. Ghi thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, lại đẹp quá. 400 quan tiền dạ, thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Vị chi 450 quan. Trời ơi, nói chơi mà thầy ghi. Tôi đã ghi vào sổ rồi, hết bút xa là gà chết. Trời ơi, tôi nghiệp lắm. Nói thêm một câu nữa, tôi ghi thêm 50 quan về tội làm hao giấy mực à. Trời ơi, chết tôi. Quan lớn ơi, tội nghiệp quan lớn, báo cho cô quan lớn ơi, quan lớn báo cho cô quan lớn ơi, tội nghiệp cô quan lớn ơi. Được rồi. Dạ. Quan cũng thương tình. Dạ. Thì thầy đề à. Dạ. Ghi thêm 50 quan về tội năn nỉ rồi. Nói à, ghi à. Thôi thôi thôi, giống nỉ vậy là thôi thôi rồi, thôi rồi. Thôi thôi như vậy thì cam đành đồ đã mất mà thêm bị đòn. Còn tốn mấy năm. Cái gì ấy? Dạ, bắt được quốc rồi, bắt được quốc rồi. Quốc dẹp làm gì có? Bắt đây đây rồi, bắt đây đây rồi, bắt được quốc rồi. Ở đâu? Đừng đùa mà, lấy quốc dẹp của nhà ngươi. Dạ có. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Cho xin lời, cho xin lời. Trời ơi, cái vụ nãy chưa hối, ta lấy quốc rồi. Chết tôi. Thấy không? Ở đây giữa cốc đường mà bỏ họ là chết, bỏ là chậm thì chịu nổi không? Đồ ngu nhiêu đó mà làm ăn cũng không ổn. Này thì hơn. Này thầy đề. Dạ. Việc cung khai của thị hến thầy khỏi ghi vào di bằng, để tôi nhớ và tôi xét xử được rồi. Trong tang hầu cho thầy đề về nghỉ. Dạ sao bữa nay quan cho nghỉ sớm quá vậy? Đừng thắc mắc, quan cho nghỉ sớm bữa. Quan cho nghỉ sớm một bữa trong tang hầu. Bẩm quan em về. Gặp lại. Ừ, gặp lại chứ, gặp lại. Này thì hơn, mời em ngồi. Hơn à. Sao trống tang hầu rồi hai đứa bay chưa chịu về? Dạ, hai con ở đây với hầu quan ạ. Hôm nay đặc biệt là quan miễn hầu. Dạ. Về bẩm lại với bà bay, nói rằng hôm nay quan bận điều tra một việc vô cùng quan trọng, cơm nước khỏi chờ, quan về muộn, về trễ, mà không chừng tới sáng quan mới về. Dạ, dạ chờ quan hai con về ạ. À. Nghiêm khoa. Dạ quan dạ ạ. Dạ. Đưa hai nén bạc ra đây mày. Nhìn lên. Đầu qua mắt được quan, quan đã thề với lòng rằng không bao giờ quan để rơi rớt. Nghiêm. Tôi. Ngồi đi em. Hơn à, việc của em tuy chưa có tỏ rõ, nhưng mà quan xét thấy em cô đơn quá, cho nên quan anh cũng thương tình. Từ nay em đang nuôi tới hầu anh quan, thì không có một ai dám vu quan gia quả nữa đâu. Dạ, đa tạ quan đã thương tình.
em một thân một mình quanh hiu xóm tôi, rồi gió tay bay qua đời, đỡ đắng không biết cây nhờ. Cứ tự nhiên tới nhờ quan, quan hết lòng nâng đỡ. Mai nhờ có quan thương không qua được quyền hành của quan. Em lo đêm buồn sao rồi sao có những kẻ lo đi an tâm, đã qua anh vô tình luôn ở kề cận bên em mà ra bay. Và đêm nay quan sẽ đi di hành xét từ đầu trên tới xóm dưới, máu chừng về kinh hên sẵn cơn đi quan sẽ tới xét nhà của em luôn. Có kìa, bộ quan nghi nhà em có qua tử tù gia thật hay sao mà xét? Phải xét chứ nè, để sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng thì quan thẳng thắn trả lời rằng đích thân quan tới tận nhà em xét em không thiếu chỗ nào hết. Thấy bà tin kỹ không? Nhất cử lưỡng tiện. Để biểu chút coi. Thôi em không dám đâu. Gì đâu không dám à? Biểu chút rồi. Thôi em sợ. Thấy không? Thấy quan thương rồi khinh thường quan phải không? Được rồi, khinh thường quan thì cướp về, đừng trách quan. Một, nói đi. Xin quan đừng có giận. Vuốt. Em nói sợ đây là em sợ bà. Bà có gì phải sợ? Đừng có lo, cả cái huyện này đều sợ quan, không lẽ quan đi sợ bà sao? Đừng lo cái điều đó nghe chưa? Hồi nãy tụi nó có trói tay trói chân gì không ha? Dạ không. Một trời một vực ha. Ôi trời, trời ơi, đẹp nó u na u nằng như vậy, nó trói là nó chết cả lũ với quan à. Thấy quan tự nhiên không? Tối nào quan tới nha, thấy tường hết. Chết à, chết là nghe chưa? Quan đã nói rồi, lớn cũng có tội mà nhỏ cũng có tội, đừng có giỡn mặt với quan. Quan à, thầy đề đó. Em tưởng quan về rồi em trở lại vì bỏ quên cái quyển sổ à. Vô tình hay cố ý? Còn đây ha. Này thầy đề. Dạ. Dịch điều tra thì hết rồi, tôi điều tra cũng gần tới rồi, nên tôi đang định đi lo công chuyện đây. À nè, về bẩm lại với bà nha. Dạ. Nói rằng hôm nay tôi bận đi khám điện thổ, cơm nước khỏe chào. Tôi đi đêm. Mai qua, tối nay còn nhớ tới sớm nha qua. Xong rồi về liền nha. Dạ. Thầy đề thì không được đàng hoàng đâu nha. Nổ bước theo tôi nha thầy đề. Dạ. Hến này được biết rồi chứ cần nhớ tới quan mà quên đề. Dạ đâu có, em đâu có
quên ơn ai, ai mà làm ơn cho em nghe, em đều tạc dạ ghi lòng. Có ghi không? Ghi chứ. Ghi sao hồi nãy mà mời quan đến nhà uống rượu mà không có mời tôi? Phải mà, để làm sao bằng được quan. Em đâu có mời đâu, cái đó là tại quan ra lệnh như vậy thôi. Vậy hả? Chứ còn riêng với thầy thì thầy, em sợ thầy chê nhà em nghèo thì không đẹp tới. Trái lại tôi rất thích người nghèo đó chứ. Tôi chỉ sợ hơn chê tôi không có bằng quan thôi. Hồi nãy tôi nghe nói quan tối nay sẽ đến nhà hến uống rượu phải không? Ông có dám đi đâu? Là tại vì nhà của quan có nuôi sư tử Hà Đông dữ lắm, ông có cho quan đi đâu. Quan đâu có phải được tự do như tôi vậy đấy nè. Nếu vậy thì tối nay tôi có thể thay quan mà đến với hến được cùng chăng nhỉ? Dạ được chứ. Được à? Dạ. Tối nay ta sẽ phong lưu một chuyến. Thôi bây giờ chào thầy. Hến chê. Không. Nghe nói có con mẹ hến nào đến hầu huyện trông cũng sạch mắt lắm, nên cả thầy lẫn trò đều chết mê chết mệt chứ không. Ý, quý thân ơi, bấm bà nói thế chứ em đâu dám thế. Bấm bà, câu chuyện này và chuyện này và chỉ có mình quan đó bà. Quan nhà ta thì sao, thầy thấy nó rõ đầu đuôi câu chuyện này, nếu không thì không xong với tôi. Dạ bấm bà, nếu em nói với bà quan mà biết được chắc em chết rồi bà. Dạ thôi em không dám đâu bà. Dạ thầy thôi. Yên tâm. Dạ. Nè, chuyện gì đã có tôi lo, tôi không nói thì làm sao quan nhà tôi biết được. Dạ đâu biết. Thầy nói đi, có tôi đừng sợ. Dạ nếu bà nói vậy thì em khai hết. Sao? Bấm bà, quan nói tối nay quan sẽ đến tại nhà thị hến. Đến nhà của mẹ hến. Chưa sao. Trời ơi. Cái ông Nguyễn mắc gì thì muốn chết. Mà cái con mẹ hến kia không yên với tôi đâu. Xìa sao mà. Thôi. Dầu rái nó biết tay tôi mà. Bấm bà. Thôi, thầy cũng thử cái loại theo đối mang tàn này cho thầy biết tay tôi mà. Về mà em không biết là ông đi đâu. Ủa sao lại vậy? Ông nhà tôi đi đâu mất từ sáng tới bây giờ nữa nè. Sao lại vậy? Dạ chào bà. Ủa, cô Đề, cô Lý. Dạ. Đi đâu đây? Dạ vừa bấm bà lớn. Dạ em đi tìm nhà em. Dạ. Còn bà lớn đi đâu có một mình mà không có ai theo hầu hết vậy? Nhà tôi cũng đi đâu mất từ hồi chiều tới giờ. Cô Đề nè. Dạ. Cô có nghe thầy Đề đến nhà ai không? Dạ, vì bấm bà lớn về em nghe nhà em đến nhà. Nhà ai cũng nghe. Dạ, nhà con mẹ. Mẹ nào? À, con mẹ hến đó phải không? Dạ, con mẹ hến à. Dạ, con mẹ hến đó bà. Tôi cũng nghe.
tôi cũng nghĩ là quan huyện nhà tôi cũng mon men tới đó. Trời ơi, mon men đến đó mà bà lớn để yên như vậy sao? Bà lớn sao mon men đến đó? Cô tính sao nữa bây giờ? Cô đề cô Lý. Dạ. Theo tôi. Dạ. Chận quan huyện trước. Dạ. Chận quan huyện trước rồi bắt thầy đề giảm lý trưởng sau. Dạ. Dạ. Phải làm cho thầy trò biết tay chị em chúng ta mới được mà. Dạ. Dạ thưa bà. Dạ tuy nghi thì nghi vậy chứ em không chắc lắm đâu. Không chắc làm sao? Dạ dạ em mới gặp con cua ở đây nè bà. Cua? Dạ. Cua nào? Dạ con cua là em ruột của con hến đó bà. Dạ em ruột con hến đó bà. Hến chưa chắc đã ngoạm được ai. Nè, chứ còn cua. Dạ cua sao bà? Cua nó kẹp một cái. Trời gầm không nhả. Bà ơi con cua này nó lanh lắm. Mà con mẹ hến đó, con mẹ hến cũng khôn ngoan lắm. Bà, tôi sợ chứ bà. Sợ chi? Nó làm gì thì mặc nó. Tôi nắm tận tay, tôi dai tận cánh trong quyển mắt dịch này mà. Và luôn cả thầy đề tôi giật này nữa. Ờ. Và luôn cả ông Lý ôn dịch nhà em nữa đó. Ừ. Bây giờ đi. Dạ. Dạ. Theo tôi. Dạ. Dạ. Đi thôi bà. Gì vậy bà? Cô đề cô Lý. Dạ. Dạ. Trời tối rồi. Dạ trời tối rồi sao bà? Coi chừng. Đừng sợ. Có tôi. Đừng sợ. Bà ơi, bà biểu tôi đừng sợ. Sao bà run quá vậy bà? Tại bà lạnh. Đi về bà. Đi về bà ơi. Trời ơi, em về sao được mà về. Đã tới đây rồi á thì phải tới luôn. Dạ 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 đúng rồi. Tới luôn. Đã tới đây rồi thì mình phải tới luôn. Tới luôn chứ. Đâu có về. Theo tôi. Bà ơi, trời tối quá, thôi mình đi về đi bà. Cô đề cô Lý. Dạ. Đừng sợ. Dạ. Làm theo tôi. Dạ. Nè, nắm hai ngón tay cái lại. Dạ, nắm hai ngón tay cái lại. Và nhớ nói cái câu thần chú. Áo mani bắp rí hồng. Dạ. Áo mani bắp rí hồng. Ờ, đi nghe. Dạ. Mạnh dạn mà đi. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Dạ. Sao ông đi tới mày? Dạ con sợ quá quan. Mày sợ cái gì? Dạ. Dạ con sợ bà quá quan. Tự nhiên mà nói bà làm tao ớn sự sống. Bà ở đâu mà bà? Nãy giờ tao nhìn lên phía sau hoài đâu thấy bà mà đi theo. Dạ, đâu có bà. Tới mày. Tới. Dạ có bà thiệt quá. Mày sợ quá mà ra sau lưng tao đi. Đừng làm tao mất tinh thần. Dạ. Bà mày đâu có dám theo tao ban đêm. Bà sợ ma lắm. Tới mày. Dạ tới. Tới. Gì đó. Mày ơi. Dạ. Thiệt rồi. Dạ thiệt rồi mà. Đi đâu à? Giữa đêm khuya tăm tối rồi bà đứng ở đây bà đợi thằng nào? Trả lời. Còn ông, ông đi đâu mà giữa đêm hôm tăm tối như thế này? Việc quan việc nước, đến bảo lục cũng phải đi. Đừng nói đêm khuya tăm tối. Đêm nay tôi đi khám điện thổ. Hả? Khám cái gì? Ông có đi khám cái con mẹ hến chứ khám cái gì? Khám điện thổ. Khám điền thổ mà giữa đêm hôm tăm tối như mực này. Bà này lạ chưa? Vậy cũng đánh trống. Việc quan việc nước bà biết cái gì bà xen vào? Không lẽ mỗi lần tôi đi làm việc tôi phải cho bà biết à? Làm cái gì kỳ vậy?
Giữa đêm khuya tâm tối mà chặn đường chặn xá trước mặt lính trang, vậy bà coi được không? Làm tôi mất thể diện nữa. Tôi biết cái mặt của ông mà. Cái giày đó hả? Ông tham đồ mới của là ông có tê cái. Dạ. Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Bà làm gì bà khóc? Tôi làm cái gì bà khóc? Giữa đêm khuya về bà khóc và bị cảm xương rồi sao? Giờ bà để tôi đi làm việc không? Mày! Dạ! Tôi! Dạ tôi đúng không? Ông đi theo. Dứt khoát! Ông đi tạc đầu chết trong quay! Bà! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! Vợ chồng già rồi, có việc gì về nhà bà đóng cửa bà giải tôi, thấy không? Bà biết mà, tôi âm thầm tôi sợ bà mà, bà biết cái điều đó chứ, nghe không? Đó, vậy mới dễ thương. Bà thấy không? Dạ. Bà, thấy chưa? Dạ thấy. Thấy bà thấy chưa? Dạ thấy. Không phải như người ta. Dạ. Bà phải rất biết điều. Tao nể tao sợ bà, phải là chỗ bà phải biết điều đó. Dạ. Bắt trước tao mà âm thầm là sợ, nghe dạ, chưa? Dạ có âm thầm mới quan hả? Dạ. Thôi mình về nghe, anh đi làm việc chút, mình về sau nghe mình. Tới. Dạ tới quan. Đó, giỏi đi đi. Gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Việc quan việc nước là đều khẩn cấp, đều cơ mật. Bà để tôi đi. Phải mà, việc quá thì lúc nào cũng khẩn cấp cơ mật. Nên tan hầu rồi máu cũng không về. Ông để cho mẹ con tôi nhịn đói chờ ông đến cơm lành căng. Trời ơi, vậy chắc nó nguội ngắt rồi. Cái gì mà nguội dữ vậy? Ông Quyền ơi, lòng Quyền ơi. Trời ơi, chủ thịt ngon bằng dẻo vậy sao tôi chịu nổi? Ông có mắc dịch mắc gió gì thì ông sai người về cho tôi biết, để tôi khỏi phải lo ngồi đứng không yên thấp thớm mơ xa vào. Sao ngồi chỗ? Ông kiếm chỗ ăn đó đi mà để mẹ con tôi buồn đói như cào. Sao bà không ăn trước đi để nó cào chứ? Ăn mấy chục năm nay của tôi vui xưa chiến con mắt não lo cho ông tròn đảo tệ cha. Ông nhớ lại con. Khi ngày ông còn một hàng sĩ lê lao với dài áo giá với đôi dài áo hồng. Ông lê lết khắp đầu làm cuối thông nhờ ba con phiếu mẫu sống qua ngày. Bà nói gì vậy? Bây giờ tôi là quan rồi, bà nói cái gì kỳ vậy? Tôi phải nói cho mọi người biết một chút chứ. Thôi bây giờ bà đừng có nói nhỏ nữa nghe, bà la lớn đi. Lỡ rồi tôi nói lỡ luôn. Đúng, lúc đó tôi nghèo nhưng mà tôi hiếu học. Chứ nữa bà nhớ không, lúc đó tôi đẹp trai hơn mấy người xấu à. Bà đeo đủ tôi mấy năm mới cưới được tôi à. Tôi giỡn. Còn tôi là một tiểu thơ sống trong dinh thần, nhìn thấy ông thác thơ nên không thấy cầm lòng. Tôi biết. Khi thương ông nên mới chọn ông làm đức ông chồng. Tôi lòng quý thật cửa quan, tôi đốt lốt dương của quý.
Kỳ vậy, giật râu là muốn chảy nước mắt à? Làm cái gì vậy? Tôi đi lo giật quan giật nước chứ phải lén lút gì đâu. Làm cái điều như là kỳ đà cản mũi hả? Gì? Kỳ đà? Gì mà kỳ đà đây? Đà, đà. Bà này lạ chưa? Bà đừng có quạt ông nội ơi, vợ chồng ta đang gây lộn, ông quạt là nhu suối thêm. Sao cản mũi hả? Ai cản mũi ông? Cản mũi cản. Bà này lạ chưa? Cô dẹp đi cha. Đã biểu không? Ông định quạt nữa phải không? Còn gạt đầu nữa hả? Ai cười với ông? Quen cái tật tôi hay sao? Trống nổi lên cho ông quạt hả? Tôi bỏ tù cái quạt không bây giờ. Mà bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Tụi nó coi tôi ra cái gì nữa? Tôi còn làm việc được với ai? Cái gì kỳ vậy? Ông buồn giận tôi hả? Không phải tôi giận, tôi tức. Đàn bà không có khôn khéo. Tôi biết rồi. Ông đừng giận tôi nữa nghe không? Ừ. Tôi biết. Ông lo đi việc quá. Đồn. Tội nghiệp ông. Thấy bà phải không? Tôi thương ông quá. Thôi chịu. Chị trời ơi. Quang. Bà này lạ chưa? Lạ bây giờ à? Ờ sao cha quạt hoài vậy cha? Cha biết con lạnh không? Trống lỏng nhận thấy sự quạt hoài. Sao? Giờ khám cái gì? Khám điền phổ hả? Ê! Mẹ ơi! Mẹ! Mắt lại. Bà lạ chưa? Thôi. Quạt hoài với ông. Đó. Giỏi khám đã thì khám đi. Khám đi, khám đi, khám đi. Nga Minh. Dạ thưa quan, dạ bây giờ bà về rồi thì việc dân việc nước mình cứ tiếp tục đi. Đi đâu? Dạ đi khám. Khám gì? Dạ quan đi khám điền thổ. Về khám ai? Dạ quan. Dạ, tiếp về. Dạ quan cho phép hai con về. Trời ơi, anh ơi. Ôi. Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Thôi đi về chứ ở đây lâu nhìn thấy ghê lắm. Về. Dạ chào quan, hai chào con quan, về. Hai con về. Nghiêm. Quay sau. Về. Về mà khủng khiếp. Đều thấy ghê thiệt. Chị trốn đâu vậy trời? Con độn thổ. Ah.
Điều này sợ ma nên không dám về. Bà làm nhục tôi ha. Được rồi, cho bà biết tay tôi một trận rồi bỏ cái thằng theo tôi ban đêm. Quyền ơi, Quyền ơi, ông có đi đâu cho tôi theo với. Trời, tôi sợ quá ông Quyền ơi. Cô ông nhớ nghe, ông bỏ tôi đêm nay tôi cũng kiếm được theo tìm ông, cái đồ ông chạy khỏi tay tôi. Cô đề cô Lý. Dạ. Cô nghe gì không? Dạ nghe gì đâu bà. Nè, chưa, chờ một chút. Cú. Cái gì kêu vậy bà? Cú kêu. Dạ, cú kêu là sao bà? Cú kêu là ma nó đi ăn. Trời ơi, đừng có ôm. Ôi, ma nó tới chạy không kịp. Bây giờ làm sao vậy bà? Niệm thần chú. Dạ. Niệm thần chú. Niệm thần chú. Dạ. Được chưa? Dạ rồi nha. Dạ. Cắt kè. Ôm đi. Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Đi nha. Dạ. Dạ. Áo mày mất. Thấy không? Cắt kè. Áo mày mất. Quan đàn chi địa. Quan ơi, tôi đâu có biết quan. Trời ơi, quan đi đâu mà ăn mặc kỳ quá. Còn có ai không? Tin tưởng ông lắm á, tôi mới nói sự thật nghe chưa? Tôi cải trang á. Cải trang? Ừ. Cải trang chi vậy quan? Để đừng ai nhìn ra quan, để quan đi điều cơ mật. Quan cải trang khéo quá mà, nhìn đâu có ra. Đặt mấy cây rồi nhìn mới ra. Nhưng mà quan ăn mặc vậy không có tiện đâu quan ơi. Thôi sẵn đây ấy rồi quan lấy cái áo em quan mặc nha. Đừng làm trái ý quan. Quan muốn sửa soạn như vậy cho nó mát. Thôi mà quan đừng có ngại gì mát gì, lạnh muốn chết mà mát. Mát lắm rồi. Gió đây nó độc lắm, quan ăn mặc gì không có tiện, lấy áo ra mặc đi. Sao ở ngoài coi được mà ở trong nhiều màu hả? Dạ không. Dạ cẩn đó chứ. Cẩn gì vậy? Cẩn ốc xà cừ đó. Ô quan à, quan có cần em đưa đi không quan? Rườm rà. Dạ. À quan, có gì chứ nhớ gửi trả cái áo cho em. Nhớ rồi. Thiệt hết nói nổi. Chắc cũng cái vụ gì đây. Dạ. Thấy không? Ông đừng nghĩ ông làm quan, ông ra lệnh ông đánh tôi 30 cây hôm đó nhớ không? Đời mà có lúc rồi cá ăn kiến, rồi cũng có khi kiến nó ăn cá. Biết mà đi đánh trong trả thù chơi đó.
Nè, mọi việc tối nay sắp đặt xong chưa? Xong hết rồi. Đúng, chị coi em dọn thì đủ chưa, còn thiếu gì nữa? Ủa, mâm đã mâm gì vậy? Thì đó đó, cái mâm này là bánh đúc đại quan nguyện. Đúc cái thứ gì thì quan cũng chẳng hề kêu. Dù cho mùi ngọt đắng cay gì thì quan cũng ngoạm liền vậy đó. Ớt hiểm me chua quan cũng nuốt luôn tiền bạc với tình cửa tiền cửa hậu có thường xuyên đưa tay nhận mà không chê một tí nào. Em thiệt là quá lắm à nghe. Ừ, tại vậy mới được chứ chị. Nè, xong rồi thì chị nên mắng vào mặt họ một câu. Câu gì? Chị nói một lần cho tận tới già, đừng đi nước mặn hạn chân. Rồi, việc của em xong rồi tới phiên chị. Trong lúc chị tiếp khách, cấm em ló mặt ra đây nha. Không có ló đâu mà. Cô hỏi đây, cô hỏi nào, cô hỏi nào, nào cô hết. Coi cha nào tới rồi đó em. Ý, chạy lý trưởng tới kìa. Chạy lý trưởng tới rồi, vô trong đi nha. Dạ. Ủa, dạ, mời thầy. Gì, mời thầy hả? Dạ. Chào hến tôi về. Ủa, sao vậy? Đã nói mãi bảo đừng gọi bằng thầy, hãy gọi bằng anh cho nó thân mà. Nếu thầy cho phép em xin gọi bằng anh. Đó, là vậy quá ngọt không em à? Dạ. Đóng cửa lại đi. Dạ dạ. Anh Lý nè, mời anh dùng với em chung trà ướp sen nha. Pha trà chờ đãi anh rồi chẳng dạng tới giờ á. Được tin cho gọi anh vội vã qua đi ngay à, quên cả buổi cơm chiều. Vậy lát nữa em nấu cơm đãi anh luôn ha. Nè, chuyện cũ bỏ qua hết nghiêng cưng. Nếu không bỏ qua, em mời anh tới đây làm gì? Ừ, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng lòng anh vẫn áy náy. Ngại em chưa hiểu rõ lòng anh, chứ thâm tâm anh lúc nào cũng lo bảo vệ che chở em. Mà dằn mặt á thằng trùm so, nhưng bên ngoài giả vờ gắt gao với em cho thiên hạ khỏi nghi ngờ dĩ nghị. Dạ, đội ơn anh có lòng thương tưởng à. Này, từ đây mọi việc đã có anh, đố thằng nào dám ăn hiếp em, em cứ mở lại quán nước như thường. Tâm sự nhờ anh đó. Ừ, có gì đâu, đó là bổn phận của anh mà. Em à, bấy lâu ao ước nay mới được cận kề, hôm nay ta vui chuyện ân ái cho thỏa tình mong nhớ nha em. Không đẳng mà ngồi đây chút mà gì dữ như biết nè. Nè, uống thêm chung trà nữa nha. Em ơi. Dạ. Anh nhìn mặt em anh uống trà không nổi. Gì vậy nè, uống đi mà. Vậy phải được không? Hơn ơi, Hơn à. Ai vậy kìa? Ai đó? Anh đây, đề đây. Trời chết rồi, cha đề bắt gặp anh ở đây có nước bị đóng chặn. Em ơi, mở cửa sau tôi đi lẹ em. Trời ơi, nhà em đâu có cửa sau. Trời chết rồi, bây giờ làm sao? Trời ơi, sao mà cha đề này cho tới đây chia vậy cả? Trời ơi. À, tôi biết rồi. Sao? Có lẽ cho tới bạn ở vụ trùm sò. À, bạn không lâu đâu, chút xíu là trả về à. Ừ, không mấy bây giờ anh. Sao em? Anh chung đỡ thằng này nằm chút nha. Ý, kỳ quá. Không sao đâu, một lát anh trả về, còn anh ở lại đây với em tới sáng. Vậy heo. À, vậy thì chung liền. Ủa, mời thằng. À, à, sao mà nãy anh nghe như có tiếng xì xào ở trong này vậy phải không? À, đâu có gì xì xào đâu. Dạ. À, phải rồi, em đang về con mèo. Vậy hả? Nó ăn dụng. Ồ. Mời đây. Ồ. Đẹp quá. Dễ duyên quá, rượu trà chứ cho nó mất công à. Chỉ nổi cái việc rót rượu mời khách mà thôi, cũng đủ làm cho khách đa tình hết muốn thở. Hân ơi. Dạ. Sao hôm nay Hân đẹp quá vậy? Sao hôm nay Hân thơm quá vậy? Ôi kìa, đi đẹp, đẹp quá, đẹp quá. Ô, đẹp nữa, đẹp nữa. Thăng thoát gót sen, lững lơ cánh bướm. Trời ơi là trời, chắc tôi đành chịu chết nơi này rồi trời. Thôi, thầy đừng có mỉa mai. Gái góa như em mà đẹp với ai? Em với bông cát bật qua quyền thương xót, che chở cho em yên ổn làm ăn, là em đủ vui rồi. Thường muốn chết chứ không thường sao được. Cái công chuyện làm ăn của em từ đây có anh che chở,
anh là cánh tay mặt của quan huyện, bất cứ việc gì quan huyện cũng hỏi anh hết á. Vậy em à? Ừ. Thế vậy thì cho em hỏi chuyện này nha. Ừ, hỏi mấy chuyện cũng được, hỏi đi. Em muốn biết là luật pháp có khoan hồng chút nào không? Đối với những cái ông hương chức hội tề nè, đã có vợ có con mà còn muốn lem nha. Cái gì đó? Không có. À, mũi, mũi cắn. À, con mũi này mày muốn tao nhai đầu mày à? Nữ hương chức hội tài sao nó tiếp anh nghe coi nè. À, nó lợi dụng quyền thế ve vãn gái quá, rồi nửa đêm dám chung vô nhà người ta thì luật quan tử sao? À chà, nặng dữ à. Nặng cái chỗ mà ve vãn gái quá mà nửa đêm mà muốn chung vô nhà người ta nữa. Qua mà xử là qua xử tử nó à. Xử tử? Ờ. Ờ, luật pháp thật là công bằng à. Cho bớt đi tới người giả nhân giả nghĩa, ỷ quyền cậy thế, muốn lem nhem với gái. Phải không thầy nè? Ơn ơi, ơn à, mở cửa cho anh vào coi hơn. Trời ơi, tiếng ai đâu nghe quen quá vậy em? Ai đó? Quan Nguyễn nè. Ôi trời ơi, đồ chết tôi rồi. Quan Nguyễn ơi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao? Làm sao? Ôi trời ơi, chết quá. Làm sao bây giờ trời ơi? Được rồi, đừng lo, em có cách này rồi. Cách nào? Em đoán là quan chỉ ghé qua đây chút xíu rồi quan về. À. Quan không dám ở lâu đâu. À. Bây giờ thần ngồi tạm góc này nghe. À. Em lấy cái bồ này nè, em đẩy lên. Không được đâu. Đúng mà, trời, ráng chút xíu đi. Một lát quan về, mình còn cả một đêm dài nữa mà. À cha, có đêm dài đó hả? Có đêm dài đó thì chung vô. Trời ơi, sao nó ngọt quá, gì nè. Ôi trời ơi, một chuyện mà là 10 chuyện cũng được nữa. Chuyện gì nè? Nè, quan anh cũng biết là em sống ở đây rất bình yên, trai quá cô đơn chẳng có chồng, mang buồn đây lo đôi mình, làm ăn hiền lương thật thà với mọi người. Nhưng mới đây có người đôi thôi, họ nói em chứa toàn là của gian, em đi rất là bực dọc, vậy xin nhờ quan hết lòng bỏ ghê giùm. Chuyện ấy có anh phân khỏi cần lo, đã có anh lo rồi. Nếu ai mà tới đây hâm dọa đen thì em cho người lên huyện báo liền nha. Em chắc không biết vì người đến đây toàn là những ông có quyền có quay. Ủa, ai mà quyền quay ông quan quyền nè? Có trên 10 ông tự xưng là chức việc làm. Chức việc làm? Có phải mấy người cha trong ban hương chức hội tề phải không? Dạ. Nó hâm dọa em sao? Nó cái gì vậy? Cái gì vậy? À, không có. Chó mực liếm chân em. Đồ chó không biết điều. Sao chân tao mày không liếm? Nè, đi chỗ khác chơi, để cho người lớn người ta nói chuyện nghe chó. Đồ thú vật cũng xen vào chuyện của con người. Nó hâm dọa em sao nè? Nó buộc tội em chứa chấp đồ gian, bán buôn sái phép. Rồi nó đòi ăn hối lộ phải không? Họ không đòi hối lộ bằng tiền, mà họ đòi ăn. Ăn. Thôi quan biết rồi. Nó, cái tụi này nó ăn ổn mà còn ăn hổn nữa chứ. Nó không biết nhường những người trên kẻ trước gì hết. Được rồi, để quan trị đó. À, nếu vậy thì em yên lòng không sợ họ nữa. Ừ. À, muốn hỏi quan thêm câu nữa nghe. Hỏi nữa hả? Trời gần sáng rồi sao hỏi, ơn sống quá. Câu nó thôi mà gì dữ dám biết mà. Một câu nó thôi à nha. Cái ghét rồi, hỏi gì nè. Nếu thường dân phạm tội thì sao? Thì qua có thể tha thứ. Chứ còn những ông hương chức hội tè, những cái cha lý trưởng này, lúc nào cũng qua vệ, trên thì định bợ quan, dưới thì hạch sách dân đen. Thậm chí với hến nè, thằng giả cũng lấy quai bả bớt nữa. Những thứ ấy
có nên xử tử chăng hay là chỉ tống cổ vô tù? Kể ra thì cái tội nặng thật, nhất là có tội với hên đó. Nhưng mà xét ra cho cùng là chỉ phạt giả hay là bỏ tù thôi, chứ đâu phải là trộm của sát nhân phải đâm xử tử. Nó quan đó, công bình, quan xử thật là công bình. Quan, bộ dưới này có chỗ nằm hả? Quan ơi, lòng dạ quan thật là quảng đại. Nhột mày, đáng làm phụ mẫu chi dân, chứ ai đâu mà như cái bồ kia kìa quan. Bồ kia sao? Nó đòi đem đi xử tử. Nguyên gì? Kìa. Quan ơi, à, bẻ quan. Dạ. Ông sợ ai mà ông khúm núm vậy? Ông chung vô đó là chi vậy? Dạ, chung vô đó để trốn quan. Ông đi đâu đây? Dạ, bắt trước quan đi khám. Khám cái gì? Dạ, khám cái gì chẳng biết cái gì. Đi em đâu? Dạ. Vào vô. Vào vô. Rồi, chết rồi, quan ơi. Ơi. Quan ơi, bà Nguyễn lợi quan ơi. Chết tôi rồi, trời ơi. Trốn đâu? Trốn đâu? Chung đi khám quan ơi. Chung, chung. Quang chưa bao giờ thấy cuộc đời Quang khỏe như ngày hôm nay. Trời ơi. Quang về nha. Quang ơi.